tới đứng vào một trong cửu thánh, hành động năm đó đến nay nhắc tới vẫn làm người ta khiếp sợ. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, trưởng lệnh hoắc không của phiêu miểu các nghe tin mà tới, tiến lên hành lễ. Bái kiến thiên ma thánh tôn, ô thường không để ý đến, tiếp tục chờ, đến khi viên cương rốt cuộc chậm rãi ngừng giấy ruộng, mới nhàn nhạt lên tiếng. Để người xuống, chuyện này, hoắc không có phần khó nói, chắp tay thỉnh giáo. Không biết thiên ma thánh tôn có gì chỉ giáo, ô thường quay đầu, lạnh lùng nhìn y không nói một lời dường như đang nói ta bảo ngươi để người xuống ngươi không nghe thấy ư cảm nhận được uy thế của vị này hầu kết của hóc không rung lên cuối cùng vẫn phất tay ra hiệu với người thẩm vấn lập tức có người chạy đi tháo xích sắt ra thả viên cương rơi xuống đất sau khi xuống đất viên cương tỉnh lại từ trong đau khổ đã hấp hối cánh tay của ô thường chợt vồ một cái viên cương gần như hôn mê phạch một cái đã bị hút tới một cái cánh tay bị ô thường cầm lấy người cũng bị hắn sách ngang đẩy người xoay người kéo đi hoặc không ngẩn ra vội vàng tiến lên đuổi theo không biết thánh tôn có ý gì chẳng lẽ muốn đích thân thẩm vấn nếu như thế không bằng cứ làm thế ở tại đây cần gì xin cứ việc phân phó ô thường ôn ao người ta mang đi trước đã thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hoặc không vội hỏi thánh tôn chuyện này không hợp quy củ đâu ngài làm như vậy ta không có cách nào báo cáo với những thánh tôn khác được ô thường bản tôn nhận được tin tức có người muốn bí mật ám sát phạm nhân, nơi đây có quá nhiều người tâm tư bất chính, trước tiên bản tôn mang người về thiên ma thánh địa bảo hộ đã, cứ báo cáo như vậy. Thánh tôn, chuyện này không được, hoặc không còn chưa dứt lời, ô thường đã lắc mình một cái mang người bay vèo đi rồi. Trong nhà giam ai dám cản lại, hoặc không lắc mình đuổi theo, đợi ra khỏi nhà giam, phát hiện ô thường đã hóa thành một điểm đen độn về phía xa. Ai, hoặc không than thở, cũng rất bất đắc dĩ, không biết kiếp trước mình đã làm sai cái gì mà lại tiếp nhận phiêu miểu các vào lúc này đi nếu ô thường đã bảo khai báo vậy để y khai báo y nguyên như thế là xong không làm vậy thì cũng không có biện pháp nào nếu như người của thiên ma thánh địa tới thì bọn họ còn có thể ngăn cản ô thường tự thân xuất mã nơi đây có ai ngăn cản được một nhân ảnh bay ngang qua bầu trời vào trong động khẩu của thiên ma cung nhìn thấy ô thường trở về hắc thạch mau chóng tới phía trước hành lễ lại thấy ô thường thuận tay ném một người xuống chính là viên cương. Hắc thạch sửng sốt, thánh tôn, đây là, ô thường, ta tự mình mang về từ vấn thiên thành, dẫn đi coi giữ, không được để người ta mang đi. Hắn mang người về, vẫn là câu nói kia, lo viên cương sẽ gặp chuyện không may ở vấn thiên thành, người vẫn nên khống chế trong tay mình thì an toàn hơn chút. Còn như biện pháp, trước tiên mang được người về đã, nắm được thứ có thể uy hiếp triệu hùng ca trước rồi lại nói, những thứ khác sau sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Hả, hắc thạch lại ngẩn ra, tiện đà hỏi lại, chẳng nhẽ Thánh Tôn đã nhận được tin tức, đi vào trong, ô thường hỏi một câu, tin tức gì, hắc thạch chỉ chỉ viên cương đang hôn mê, chẳng nhẽ không phải là bởi vì lữ vô song và nguyên sắc ư. Ô thường chợt dừng bước, nói cho rõ ràng, vâng, hắc thạch đáp lời, cũng hiểu đối phương còn chưa biết, còn tưởng là đối phương phản ứng nhanh nữa. Nhưng dưới tình huống không biết chuyện mà đã mang người về là có ý gì. Giăn sự nghi ngờ trong lòng xuống, bẩm báo, thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, trong thánh cảnh có lời đồn rằng trước khi Nhiêu Hữu Đạo bị đâm ở vô lượng viên đúng lúc gặp phải Lữ Vô Song, từng nói với Lữ Vô Song rằng Nhiêu Hữu Đạo phát hiện có người đáng ngờ muốn tra xét, hóa ra người đó chính là trưởng lệnh đương thời của Phiêu Miểu các đinh vệ. Đinh vệ, Ô thường chậm rãi quay người lại hỏi, tin đồn ở đâu ra, có chứng cứ không? Hắc Thạch lắc đầu nói, vừa mới nghe qua loa, tạm chưa có chứng cứ, thuộc hạ đã sai người đi thăm dò rồi. Chương 1909, quản phương nghi là người nào? một, ô thường từ từ nói, đinh vệ là đồ đệ của nguyên sắc, lữ vô song không thể vô duyên vô cớ bảo vệ cho hắn được. Nếu là thật thì nói cách khác, là do lữ vô song và nguyên sắc liên thủ dìm việc này xuống. Hắc thạch, bây giờ suy nghĩ một chút, đinh vệ bởi vì cha án bất lợi bị nguyên sắc miễn chức trưởng lệnh của phiêu miều các, kết hợp với lời đồn này, bây giờ nghĩ chút thì đích xác có chút khả nghi. Ô thường, khả nghi ở chỗ nào? Hắc thạch nói, trong tin đồn truyền ra có một chuyện khiến người ta tỉnh ngộ, đó chính là với tình huống hiện nay kỳ thực không có ai nguyện tiếp nhận chức trưởng lệnh của phiêu miều các. Đinh vệ phá án bất lợi, vì vậy nên phải chịu trừng phạt, bị miễn chức nhưng lại bị miễn ngay lúc này, là trừng phạt sao? Dường như giống với giải thoát hơn, còn nữa, nguyên sắc tình nguyện bỏ qua việc nghiêm tra, huyền diệu bởi vì không chịu nổi hình phạt mà tự sát. Ô thường bắt đầu đi tới đi lui, bồi hồi, chợt hừ hừ một tiếng. Ta đang lo lữ vô song bởi vì chuyện của đệ tử mà không chịu buông tha, mặc kệ thật giả, dù sao đang buồn ngủ mà có người đưa tới gối đầu rồi. Đã có cái cớ để mang người tới đây rồi, còn có yêu cầu của Triệu Hùng ca nữa, là từ nay về sau Viên Cương phải được đảm bảo an toàn, nhưng dù sao Viên Cương đã giết đệ tử của Lữ Vô Song, sau này Lữ Vô Song có thể coi đây là cách để biện hộ, ai cũng không thể phản đối được. Nếu hắn không làm tới mức này thì không tính là cứu Viên Cương, một khi Triệu Hùng ca nói ra chuyện hắn có được ma điển thì sẽ phiền toái lớn. Hiện tại, Việc này phải xem Lữ Vô xong nói thế nào, bằng không còn không biết là ai tìm ai gây phiền phức. Hắc Thạch không biết chuyện, còn chưa liên tưởng tới Triệu Hùng Ca, không thể không nhắc nhở. Thánh Tôn, nguyên do là bởi vì viên cương này mà trước đó chúng ta đã dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ, bây giờ lại vội vã mang người về đây như thế, có phải có chút không ổn không? Không ổn, ô thường quay đầu nhìn, nói cho y rõ. Viên cương là con trai của Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca muốn dùng ma điển đổi lấy con trai. Này! Hắc Thạch khó có thể tin, chuyện này sao có thể? Hắn tìm ta là vì việc này? Ô Thường kể lại khái quát mọi chuyện, Hắc Thạch nghe xong trong lòng hoài nghi, "Thánh Tôn, việc này có thể còn dấu ẩn khuất gì không?" "Ô Thường, ta mặc kệ có phải con trai của hắn hay không, chỉ cần hắn nguyện ý cầm ra ma điển trao đổi, như vậy là đủ rồi." Hắc Thạch khẽ vuốt cầm, "Cũng phải, những cái khác không trọng yếu, trọng yếu là bên này có thể lấy được ma điển, phí hết tâm tư nhiều năm như thế, bây giờ Triệu Hùng ca thừa nhận, hơn nữa nguyện ý giao ra, thánh tôn sao có thể để lỡ mất. Việc này cũng khá phiền phức, dù cho lữ vô song có thể buông tha viên cương, nhưng làm sao để bảy người khác buông tay. Hắc thạch trần trừ, mà đây cũng là vấn đề cần thương nghị giải quyết. Trên tiểu lâu, nhiều hữu đạo đứng dựa vào lan can, ngắm nhìn bầu trời, trong mắt hiện vẻ lo âu. Bên này đã nhận được tin tức của triệu hùng ca, mồi đã được thả. Còn ô thường sẽ làm như thế nào, bên này tạm thời không biết. Dù không nắm chắc, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Ngưu Hữu Đạo sẽ không chịu ngồi yên, bó tay ngồi nhìn Viên Cương bị giết, nhưng lại thực không có biện pháp giải cứu, suy tư nhiều lần, chỉ có thể ném ma điển ra ngoài, chỉ có dụ hoặc lớn mới có thể thúc đẩy ô thường tận lực. Thân hình Vân Cơ xuất hiện, chậm rãi đi tới dựa vào lan can. Ta không biết ngươi và Triệu Hùng ca đến tột cùng làm gì, bất quá ta biết, ngươi vì cứu hầu tử hao hết tâm tư. Từ trong tay cửu thánh cứu người, có thể thành công sao? Ngưu Hữu Đạo, không biết, phân cơ nếu cứu không được thì sao nghiêu hữu đạo ta có thể làm sao không tiếc tất cả để mọi người cùng nhau chịu chết sao phân cơ vì cứu hắn để chứng minh cho triệu hùng ca xem người suýt chút nữa bị thánh la sát đánh chết người đã tận lực hầu tử có thể có huynh đệ như ngươi đời này cũng coi như đáng giá đời này nghiêu hữu đạo nói thầm một tiếng cực kỳ phiền muộn hoàng ban sợ hãi người áp tải buông hai tay hắn ra hai tay hoàng ban che cổ trong miệng ụp ụp nguyên phi tư thái uyển chuyển lè lưỡi liếm vết máu trên ngón trỏ mặt cười tủm tỉm nhìn hoàng ban vô lực ngã xuống đất là nàng cắt cổ hoàng ban muốn mạng của hoàng ban đinh vệ cũng bị người áp tải hai tay bị hai nữ tử ăn mặc hở hang nhấn ở phía sau trơ mắt nhìn hoàng ban co quắp ngã trên mặt đất cho đến không còn tiếng động phẫn nộ ngẩng đầu ngươi muốn làm gì có phải ngay cả ta ngươi cũng muốn cũng giết không nguyên phi quay đầu lại nhìn hắn nói cười dịu dàng đinh vệ không có biện pháp như hiếu đạo đã báo cho Lữ Vô Song tra xét ngươi, việc này đã bị lộ ra ít nhiều rồi. Đó là do Như Hữu đạo hãm hại ta, đinh vệ gào thét, y cũng thầm ý thức được gì đó, liều mạng dẫy dụa. Nhưng pháp lực y đang bị quản chế, khó có thể tránh thoát, hai nữ tử ở phía sau hơi thi pháp, trực tiếp nhấn người quỳ xuống đất. Nguyên Phi, có phải hãm hại hay không đã chẳng còn quan trọng nữa, ngươi hẳn phải hiểu, chẳng sớm thì muộn, bọn họ sẽ yêu cầu thánh tôn giao ngươi ra, để điều tra rõ chân tướng sự tình. Lúc đó, người nói thánh tôn phải giao hay không đây? Không giao sẽ phải đối mặt với áp lực do tám nhà khác liên thủ. Nếu giao ra, ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được, bảo thánh tôn làm sao chịu nổi. Càng quan trọng hơn là, sự tình này thánh tôn không muốn dính vào. Ngài ấy chỉ sợ người không chịu nổi thủ đoạn của những người kia, một khi để lộ việc thánh tôn liên thủ với lữ vô song ép xuống sự tình huyền diệu ám sát nghiêu hữu đạo, đến thời điểm đó coi như người bị hãm hại, thánh tôn dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa đầu lưỡi lại liếm một cái. Đinh vệ ngẩng đầu nhìn Nguyên Phi đang liếm vết máu trên tay, y bất giác không rét mà run, hô lớn. Người yên tâm, bảo sư tôn cũng yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ không bán đứng sư tôn, chắc chắn sẽ không. Nguyên Phi nhìn hắn, loại bảo đảm này có thể tin được không? Người nói thánh tôn có nên gánh chịu nguy hiểm này không? Ta muốn gặp sư tôn, ta muốn gặp sư tôn. Đinh vệ hô to, sư tôn, đệ tử oan uổng, đệ tử oan uổng. Nguyên Phi ngồi xổm xuống, ngón trỏ nhấn miệng hắn sau đó chậm rãi trượt xuống cuối cùng dừng ở chỗ buồng tim ngươi nên biết chỉ cần ngươi còn sống sẽ có người tóm chặt ngươi không thả ngươi cần gì phải sống chịu tội như vậy biện pháp tốt nhất chính là ngươi triệt để biến mất đinh vệ ngươi hẳn phải biết này là ý tứ của ai không nên hận ta ngươi đinh vệ vừa mở miệng liền cứng lại chậm rãi cúi đầu nhìn bộ ngực của mình có máu tươi chảy ra chỉ tay của nguyên phi đâm thủng lồng ngực hắn thẳng phá trái tim ha ha đinh vệ cười thảm nguyên phi sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có một ngày này nguyên phi ghé vào lỗ tai hắn thì thầm nói ta không giống ngươi nói cho ngươi một bí mật kỳ thực ta và sư phó ngươi là phu thê đinh vệ trừng mắt sau đó mặt lộ vẻ trào phúng mang theo thần sắc châm chọc ngã xuống thần sắc này của hắn làm nguyên phi rất căm tức cực kỳ căm tức đứng dậy hét xử lý sạch sẽ dứt lời xoay người rời đi kỳ thực chết đầu chỉ hai cái lúc trước người tham dự ám sát tất cả đều bị xử lý sạch sẽ. Phía sau núi yêu ma lính, triệu hùng ca và người ô thường phái tới trò chuyện, thỉnh thoảng gật đầu. Nam thiên vô phương đến rồi, rơi ở bên cạnh hai người, người kia nhìn nam thiên vô phương chắp tay, sau đó lắc mình rời đi. Nam thiên vô phương quay đầu lại, sắc mặt không dễ nhìn, trầm giọng nói. Người và ô thường đến tột cùng làm cái gì? Nơi này của hắn đã bị ô thường tìm tới, ô thường muốn ma giáo thừa nhận viên cương là truyền nhân của thánh nữ, muốn ma giáo lập viên cương làm thánh tử chương 1910, Quản Phương Nghi là người nào? Hai, Triệu Hùng ca cũng biết, người vừa nãy kia chính là tìm hắn nói sự tình này. Có chút sự tình, ô thường có thể lấy vũ lực đến hiếp bức, nhưng hiệu quả hiếp bức làm sao không biết, cho nên bên ô thường hy vọng Triệu Hùng ca có thể giúp đỡ thuyết phục ma giáo. Đối mặt chất vấn, Triệu Hùng ca trầm mặc sau đó nói. Ô thường không có nói loạn, viên cương đích xác là truyền nhân của thánh nữ. Nam Thiên vô phương nổi giận, người mở cái chuyện cười gì, các đời thánh nữ truyền nhân đều là nữ, làm sao sẽ là nam nhân? Triệu Hùng ca bình tĩnh nói, có chút sự tình ngươi không biết, thánh nữ sáng lập ma giáo vẫn chờ một người tới, các đời thánh nữ truyền thừa cũng vẫn đang chờ đợi. Sự tình này, hắn không tính nói dối, người kia, hắn chờ được, hắn chờ được rồi. Ở điệp mộng huyến giới nhìn thấy thánh la sát hiện ra hình người, hắn liền biết người mình chờ, các đời thánh nữ ma giáo chờ đợi mấy trăm năm đã xuất hiện. Nam thiên vô phương kinh nghi bất định, Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, chờ chính là Viên Cương." Ngữ khí của Triệu Hùng ca kiên định, "Phải, chính là hắn, khi giao ma điển cho Ngưu Hữu Đạo, hắn biết mình hoàn thành sự tình mà thánh nữ trước khi Lâm Trung giao phó, các đời thánh nữ ma giáo truyền thừa, ở trên tay hắn hoàn thành." Hậu quả thế nào, hắn không biết, nhưng hắn vui mừng vì mình đã hoàn thành. Ô thường liên tiếp hại chết hai vị thánh nữ của ma giáo, chính là không hy vọng bí mật của ma giáo truyền thừa tiếp, muốn bước nó hiện hình. Ma giáo đã không còn thánh nữ cũng không thể xuất hiện thánh nữ, nhưng có thể là trời thấy đáng thương. Ở thời điểm này, người các đời thánh nữ chờ đợi xuất hiện, cho nên Triệu Hùng ca rất vui mừng, mọi người hẳn đều có thể nhắm mắt. Khi giao ma điển cho Ngưu Hữu Đạo, hắn giải thoát rồi, cũng thản nhiên, lúc này đã có thể thản nhiên đối mặt, nói dối cũng có thể không nháy mắt. Nam Thiên vô phương kéo lấy vạt áo của hắn, giống như tức giận sung thiên. Triệu Hùng ca, đừng tưởng ta không biết, bởi vì Thượng Thanh Tông, ngươi và Mao Lư Sơn Trang vẫn có chút không minh bạch, có phải ngươi vì cứu viên cương mà muốn giao ra ma điển hay không?" Triệu Hùng ca cũng nổi giận, kéo lấy vạt áo của hắn, cả giận nói. "Vậy ngươi nói cho ta, khi thánh nữ tiền nhiệm nhận ra bản thân gặp nguy hiểm, có phải đã ở trong bóng tối truyền đạt pháp chỉ tìm kiếm truyền thừa cho người? Năm đó có phải ngươi tiếp nhiệm vụ đi tìm kiếm thánh nữ hay không?" Tâm tình của Nam Thiên vô phương kích động, cơ mật nội bộ của ma giáo không cần ngươi đến quản. Triệu Hùng ca dùng sức đẩy hắn một cái, "Kỳ thực, ngươi dựa theo sàng lọc từ lâu tìm được thánh nữ phù hợp điều kiện phải không? Nam Thiên vô phương, phải, trở thành thánh nữ lại bị ngươi hại chết rồi." Triệu Hùng ca quát mắng, "Thối lắm, kỳ thực nàng vốn không nên là thánh nữ, kỳ thực chỉ là tuyển chọn của ngươi, thánh nữ nguyên bản hẳn là có một người khác, phải không?" Nói năng bậy bạ, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì." Nam Thiên vô phương hất tay, đẩy hắn ra, phẫn nộ xoay người. Triệu Hùng ca lại không chịu buông tha, bắt được vai hắn cứng rắn kéo hắn về cắn răng nghiến lợi nói quản phương nghi là người nào lời này vừa nói ra ánh mắt của nam thiên vô phương có chút phiêu hốt lại hất tay hắn xoay người tách ra ánh mắt của triệu hùng ca nhìn phương xa nói là người nào ngươi còn không rõ ràng sao ta không rõ ràng tâm tình của triệu hùng ca cũng kích động ngươi nói cho ta ngươi muốn che giấu cái gì nam thiên vô phương ta không có che giấu cái gì ta nói cho ngươi chỉ cần ta còn sống ma giáo sẽ không đáp ứng để viên cương trở thành thánh tử. Dứt lời muốn lắc mình rời đi, triệu hùng ca cấp tốc ra tay, một phát bắt được cổ tay hắn, kéo hắn lại, gần từng chữ. Kỳ thực quản phương nghi chính là thánh nữ, quản phương nghi vốn nên là thánh nữ đời trước, phải không? Nam thiên vô phương dùng sức vung tay, muốn bỏ qua, lại bị triệu hùng ca kéo không thả. Triệu hùng ca nghiêm túc nói, nhưng ngươi không mang nàng về ma giáo, bởi vì ngươi không muốn nàng tiếp nhận vị trí thánh nữ, bởi vì ngươi nhìn thấy tình cảnh của thánh nữ lúc đó bởi vì ngươi sợ quản phương nghi bước theo gót chân của thánh nữ bởi vì ngươi lo lắng nàng sẽ chết ở trên tay ô thường là cái gì làm ngươi không để ý truyền thừa của ma giáo mà che chở nàng hắn chỉ vào mũi đối phương nói nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ngươi thích nàng tình nguyện nàng lưu lạc phong trần cũng không muốn nàng cuốn vào thị phi như vậy bỏ mạng ngươi lấy người vốn không nên là thánh nữ đến kế thừa vị trí thánh nữ kết quả như ngươi mong muốn ngươi bảo vệ được quản phương nhi chờ mắt nhìn người vốn không nên là thánh nữ bị ô thường bức tử. Nam thiên vô phương sợ hãi nhìn hắn, chậm rãi lùi về sau hai bước, sau đó cả người như bị rút khô khí lực, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt bi thảm, đã không còn chút phiêu giật hào hiệp nào nữa. Phải rồi, triệu hùng ca theo dõi hắn, cũng vô lực lùi về sau một bước, trước còn chỉ là suy đoán, nhưng thái độ hiện tại của đối phương, làm cho hắn minh bạch, đích xác là như vậy. Chuyện cố trước kia, rõ ràng ở trước mắt, bao nhiêu phong ba, bao nhiêu bất đắc dĩ, lại bao nhiêu huyết lệ. Triệu Hùng ca cũng vô lực ngã ngồi trên mặt đất, sau đó hai nam nhân giống như điên sông lên, mãnh liệt pha chạm, hại người hại mình, đều đánh ngã đối phương. Triệu Hùng ca cười thảm, ngươi nói là ta hại thánh nữ, hiện tại ngươi nói lại lần nữa, đến cùng là ai hại chết thánh nữ. Nam Thiên vô phương nhếch miệng bi thảm, nguyên lai ngươi đã sớm biết, ta còn tưởng trời biết đất biết còn có ta biết, bí mật này vĩnh viễn sẽ không còn có người biết. Triệu Hùng ca sầu thảm, nguyên lai ta cũng không biết nếu như không phải nghiêu hữu đạo mang quản phương nghi đi gây nên một chút cử động của ngươi bởi vì ta biết tình hình ngươi tìm thánh nữ thánh nữ nói cho ta biết mà ngươi không phải người lỗ mãng vội vã làm ra quyết định như vậy kết hợp thời gian còn có sự tình phát sinh ở ma giáo năm đó ta mới có suy đoán này nam thiên vô phương ngươi thật ác độc suy đoán ra lại có thể nhịn xuống không hỏi triệu hùng ca bởi vì trước khi thánh nữ lâm trung giao phó bởi vì ta phải thủ hộ bí mật càng trọng yếu hơn vạch trần ngươi đối với ma giáo đối với ta thủ hộ đều không có bất kỳ chỗ tốt ta lại tàn nhẫn cũng không tàn nhẫn bằng ngươi ngươi vì ẩn giấu chân tướng vậy mà có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào phong trần mà không đưa tay kéo một cái nam thiên vô phương khóc ta không có biện pháp ta cũng không dám nước mắt chảy xuống đầu cũng cúi thấp khi ta tìm tới nàng nàng đang ở bên dòng suối giặt quần áo khi nàng ngẩng đầu Ngươi không biết lúc đó nàng đẹp như thế nào đâu, sau đó ta khó kìm lòng nổi, làm bẩn nàng, lúc đó ta hối hận, lại không hối hận. Hối hận là bởi vì nàng phù hợp điều kiện thánh nữ, thánh nữ a, à, làm sao có thể bị làm bẩn, bảo ta làm sao có thể mang nàng về ma giáo kế thừa vị trí thánh nữ. Mang về, sau này ta phải trường kỳ đối mặt, ánh mắt nàng nhìn ta là không che giấu nổi người khác, ô thường lại mắt nhìn chằm chằm, một khi bạo lộ ra, ta khó từ tội lỗi, cũng sẽ hại nàng. Ta không hối hận là bởi vì bảo vệ nàng, ta tận mắt nhìn thấy thánh nữ chịu đủ dày vò, càng ngày càng không hối hận. Ô Thường nhìn chằm chằm, ta thật không dám đi đưa tay, một khi bị Ô Thường phát hiện nàng là người ta quan tâm, cho dù có thể che giấu thân phận nàng là nhân tuyển thánh nữ, người cũng có thể biết nàng rơi vào tay Ô Thường sẽ là dạng kết cục gì. Bỏ mặc nàng Lưu Lạ Phong Trần, không ra tay, nói rõ ta không để ý nàng, có lẽ mới là bảo hộ tốt nhất đối với nàng. Tên thật của nàng là Quản Hồng Hoa, ta cảm thấy không êm tai nên đổi tên là quản phương nghi, không nghĩ tới sau đó nàng vẫn dùng danh tự này. Có lẽ không nên cho nàng cải danh tự này, nàng gọi quản phương nghi, ta gọi nam thiên vô phương, có lẽ lấy danh tự kia đã chú định ta phải mất đi nàng, này có phải là mệnh hay không? Ta không dùng tên thật với nàng, nàng không biết tên thật của ta. Chương 1911, cửu thánh tụ hội. Triệu Hùng ca hừ hừ, ta không có hứng thú với tư tình của ngươi, nhưng ngươi có biết ngươi làm như vậy hại bao nhiêu người hay không? Nàng vốn không nên là thánh nữ, cũng sẽ không bị hại chết. Nếu như nàng không phải thánh nữ, ta sẽ không gặp nàng. Ta không gặp nàng, sẽ không cuốn vào sự tình này, ta không cuốn vào sự tình này, Thượng Thanh tông sẽ không bị ô thường bước đến mức độ này, người phe phái Ninh Vương sẽ không bị tai ương ngập đầu, bởi vì ngươi tư tâm, cải biến vận mệnh của bao nhiêu người, lại hại chết bao nhiêu người. Nam Thiên vô phương dương mắt, ngươi muốn giết ta báo thù. Nói xong hắn bỏ lên hay muốn dùng cái này đến áp chế ta đáp ứng để viên cương trở thành thánh tử triệu hùng ca vô dụng ta đã sai rồi không thể lại sai xuống ta sẽ không đáp ứng triệu hùng ca cúi đầu cuối cùng hít sâu một hơi cũng bỏ lên ta lúc này đích xác là hận không thể giết ngươi nhưng ta lại có tư cách gì giết ngươi nếu như ta không động tình với nàng người thượng thanh tông sẽ không gặp thảm biến nhưng ta gặp nàng không hối hận ta phạm sai lầm ta đến chuộc tội nam thiên vô phương hiện tại không phải thời điểm cùng ngươi tính chuyện của ai đúng ai sai ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch ta không thể bởi vì mao lư sơn trang có quan hệ tới thượng thanh tông lại bởi vì viên cương và mao lư sơn trang có quan hệ ngươi cảm thấy ta có khả năng bởi vì tầng quan hệ này mà cầm ra đồ vật ta thủ hộ nhiều năm đi cứu hắn sao nói như thế nam thiên vô phương cũng bình tĩnh kinh nghi bất định cũng chính là nói mà điển trong truyền thuyết đích xác tồn tại triệu hùng ca gật đầu phải nhưng không ở trên tay ô thường đã sớm giao đến trong tay người các đời thánh nữ chờ đợi trong lòng bổ túc một câu đã giao cho nghiêu hữu đạo nhưng nghiêu hữu đạo không muốn viên cương chết nam thiên vô phương tự nhiên cho rằng giao cho viên cương nhưng không tin viên cương làm sao có khả năng là người các đời thánh nữ chờ đợi như ngươi nói triệu hùng ca trong bí mật các đời thánh nữ thủ hộ tự nhiên có biện pháp tuyển chọn tìm ra chắc chắn sẽ không sai lầm hiện tại vấn đề là viên cương rơi ở trên tay cửu thánh hiện tại chỉ có ô thường mới có khả năng cứu được hắn. Nam Thiên vô phương, cứu viên cương, sau đó giao ma điển cho ô thường sao? Triệu Hùng ca, ma điển tồn tại, thì ngươi nên biết truyền thuyết là thật, ngươi đừng đánh giá thấp trí tuệ của Ly ca, tất cả nàng tự có an bài. Nam Thiên vô phương, trong ma điển đến tột cùng ghi chép cái gì? Triệu Hùng ca, người không nên biết thì không nên biết, không cần hỏi nhiều. Hiện tại ma giáo cần làm, chính là phối hợp ô thường cứu người. Nam Thiên vô phương vung tay lên, ta mặc kệ ly ca gì, cũng mặc kệ ma điển gì, ta chỉ biết một khi ma điển rơi vào tay ô thường, ma giáo lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Người thủ hộ ma điển, ta thủ hộ là toàn bộ ma giáo, người có hiểu hay không? Triệu hùng ca, người kêu gào với ta vô dụng, người chống cự được sao? Ô thường đã biết tung tích của ma điển, người không phối hợp mới là chân chính để ma giáo vạn kiếp bất phục. Nam thiên vô phương căng thẳng, triệu hùng ca nhìn về phương xa, người yên tâm, ma điển mới là gông xiềng, lấy được ma điển, hắn là đang mua dây buộc mình, mới không dám manh động. Hắn cũng rõ ràng, nhưng hắn không cách nào chống cự ma điển dụ hoặc. Chỉ ít, trước khi dã tâm của hắn đạt thành, là không dám manh động. Này là nguyên văn nghiêu hữu đạo nói với hắn, thiên ma thánh địa, trong một hang động, viên cương y nguyên bị xích sắt gỏ bó, cả người treo ở trong u ám, giống như một con chó chết. Bởi vì đã biết bản lĩnh của hắn, vì vậy không có nhổ kim thép trên người hắn. Trong chính điện của thiên ma cung, quý khách tụ hội, cử thánh tụ hội một đường. Không có chỗ ngồi, nơi này ô thường không bày chỗ, mọi người chỉ có thể đứng. Nguyên sắc, muốn chứng minh mình thanh bạch, không ngại để mọi người điều tra rõ ràng, nếu trong lòng ngươi không có quỷ, thì giao đinh vệ ra đây. Phải, nguyên bàn tử, chúng ta kiên chỉ có hạn. Đối mặt mọi người lặp đi lặp lại bức bách, nguyên sắc sốt cuộc không kiên nhẫn, mở hai tay ra. Mọi người đã nói như vậy, ta cũng không có ý kiến, nhưng đinh vệ kia đã sớm không biết đi đâu, ta cũng đang muốn tìm hắn hỏi rõ là chuyện gì xảy ra không bằng như vậy mọi người giúp ta đồng thời tìm tìm được thông báo ta một tiếng tìm được tùy tiện thẩm vấn như thế nào cũng được ta tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi các ngươi thỏa mãn chưa nghe vậy lữ vô song nhếch miệng mỉm cười nguyên sắc nói như vậy nàng liền yên tâm mà những người còn lại hoặc sắc mặt âm trầm hoặc mặt không hề cảm xúc đinh vệ kia là không có biện pháp tìm được ở trên đời này rồi trong lòng nguyên sắc rõ ràng không tìm được người chỉ sẽ càng làm mọi người hoài nghi. Nhưng hắn không có biện pháp, một khi bị bắt được thực chứng, chỉ sợ bị đuổi ra vô lượng viên là nhẹ, nếu có người nhân cơ hội kiếm chuyện, bị liên thủ diệt đi cũng có khả năng, chỉ có thể trước tiên qua cửa ải này rồi tính tiếp. Cửu thánh đối với người trong thiên hạ mà nói, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng tình cảnh lẫn nhau lại không tốt như ngoại nhân nghĩ. Vì rời đi lực chú ý, nguyên sắc chỉ về phía ô thường. Ô thường, ngày hôm nay mọi người đến, là đến tìm ngươi đòi người, người đã phá hoại quy củ, nếu ngươi không cho mọi người một câu trả lời, ngày hôm nay sợ là ngươi qua không được cửa ải này rồi. ô thường mắt lạnh nhìn qua, nguyên bàn tử, có phải ngươi chán sống hay không? nguyên sắc, làm sao? ngươi còn muốn một người đối kháng tám người chúng ta sao? đến, thử một chút xem. ô thường không có tiếp nhận sự khiêu khích của hắn, ta mang người đi tự nhiên có nguyên nhân, nguyên nhân đã đặt ở đây, phong thanh các ngươi cũng nghe được, có người mưu đồ gây rối, ta sao có thể yên tâm để người mưu đồ gây rối tiếp xúc đến hắn? Nguyên sắc, đừng dùng bài này, báo cho mọi người, bắt người tới là ngươi, đột nhiên muốn cướp người cũng là ngươi, sự tình này ngươi không cho mọi người một câu trả lời sợ là không được rồi. Ô thường dán mắt vào lữ vô song, ta xem muốn cướp người là lữ vô song chứ, ở trong sa mạc liền nhìn chằm chằm, lại đến vấn thiên thành muốn mang người rời đi, lữ vô song, ngươi không định cho mọi người một câu trả lời sao. Lữ vô song nhất thời trở mặt, bớt ngậm máu phun người đi, viên cương kia dám vô lễ với ta, ta muốn mang người đi giáo huấn một chút có vấn đề gì sao? Ô thường, ta xem phong thanh kia chính là người thả ra, chính là vì che giấu người cướp người. Ô thường, nói chuyện phải có chứng cứ, không gấp, ngày hôm nay mọi người đều tập hợp, liền giải quyết từng sự tình đi. Tuyết bà bà đột nhiên lên tiếng, chống nặng đi tới trước mặt Lữ Vô Song. Lữ Vô Song, giáo huấn gì đó, cũng đừng nói ở trước mặt chúng ta, hiện tại mọi người chỉ muốn biết một điểm, vì cái gì ngươi muốn hạt hoàng. Ánh mắt mọi người đồng loạt dán mắt vào Lữ Vô Song, đều muốn biết đáp án. Lữ Vô Song nhìn phản ứng của mọi người, cũng biết không cho bàn giao không được, hử lạnh nói. Ta muốn lấy nội đan của hạt hoàng, tuyết bà bà không rõ, lấy nội đan hạt hoàng làm gì. Lữ Vô Song, ta tự nhiên có hữu dụng, sự tình cá nhân ta không liên quan đến mọi người chứ. Ta thừa nhận nhầm vào viên cương chính là vì hạt hoàng, nếu các người có ý kiến, ta không muốn là được. Ánh mắt mọi người giao nhau, đến tột cùng xử trí như thế nào, ai cũng không nắm chắc chủ ý. La Thu lên tiếng, ô thường, người thì sao? Vì sao phải cướp người? Ánh mắt mọi người lại đồng loạt dán mắt vào ô thường. Ô thường, sự tình đã đến mức độ này, ta cũng không giấu mọi người, người này, ta muốn bảo đảm hắn. Nguyên nhân là ma giáo cầu ta, ma giáo, La Thu cười ha ha, người khác không rõ ràng, nhưng ta rõ ràng, ma giáo có thể xúi dục ngươi. Ô thường nhìn hắn, biết trong lời nói của đối phương giấu giếm châm chọc, nhưng không hề bị lay động. Không phải xúi dục, ngươi nghe rõ ràng, là cầu ta, chương 1912, mà điển tới tay. La Thu, người ma giáo, cầu ngươi cứu viên cương, quan hệ quan tám xào cũng không tới, ma giáo sao sẽ ra mặt. Ô thường, không giấu chư vị, có chút sự tình ta cũng là vừa biết, trước đây không lâu ta vừa nhận được đưa thư ma giáo, ra thánh cảnh, đi yêu ma lĩnh một chuyến, mới biết thân phận chân thực của viên cương cho nên sau khi trở về, liền trực tiếp bắt hắn qua hỏi. Thân phận chân thực, mọi người có chút hiếu kỳ, trưởng tôn di hỏi, viên cương này có thể có thân phận gì? Ô thường, thánh tử, trưởng tôn di, cái đồ vật gì? Ô thường giải thích, chuyên nhân của thánh nữ ma giáo, viên cương này được thánh nữ ma giáo truyền thừa, là thánh tử bây giờ của ma giáo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mục liên trạch ô thường, người mở cái chuyện cười gì? Các đời ma giáo đều là thánh nữ, làm sao sẽ bốc lên thánh tử? ô thường chỉ vì ma giáo hiểu lầm ta cho rằng ta sẽ hại thánh nữ ma giáo vì phòng bị ta nên lấy nam nhân đi ra mọi người nghe âm thầm buồn cười nói giống như không phải ngươi làm vậy lẽ nào thánh nữ ma giáo không phải ngươi làm hại sao chỉ nghe ô thường tiếp tục nói thánh nữ có khả năng giao truyền thừa cho triệu hùng ca triệu hùng ca bởi vì quan hệ với ngưu hữu đạo lại giao truyền thừa ma giáo cho viên cương bởi vậy viên cương này liền trở thành thánh tử đừng nói các ngươi cảm thấy không đúng ngay cả ta cũng cảm thấy khó chịu, nhưng mà không có biện pháp, sự thực chính là như vậy. Mục Liên trạch dù như thế, trước đây người một chút cũng không biết thánh tử này tồn tại. Ô thường, bọn hắn hiểu lầm ta sẽ ra hại, vì giấu ta, thậm chí ngay cả Viên Cương cũng không biết bản thân được Thánh Nữ truyền thừa. Lần này bọn hắn thực không có biện pháp, mới cầu đến ta. Lữ vô song cười gằn, vậy trước đó người nói bắt người, sau đó lại phái Hắc Thạch chạy đi vấn Thiên Thành đòi người là chuyện gì xảy ra? Ô thường, đó là bởi vì ta ở sa mạc vô biên phát hiện không đúng, nhìn ra trên người viên cương này dường như có ma giáo truyền thừa, muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bị vướng bởi quy củ giữa chúng ta, ta bất tiện vọng động, đành phải thông qua quy trình của phiêu miểu các đến lo liệu. Các ngươi không ngại ngẫm lại, nếu ta sớm biết, nếu như không phải ở trong sa mạc mới phát hiện dị thường, còn chờ đến hiện tại mới động thủ. Còn đến phiên các ngươi nhúng tay, ánh mắt nhìn quanh mọi người, nếu như không phải ta mới biết thân phận của hắn còn chờ từ ngoại giới trở về mới đi vấn thiên thành hỏi người mọi người hoặc cân nhắc hoặc nhíu mày nghe hắn nói như thế thật cũng không sai la thu ngươi sẽ bảo vệ thánh tử ma giáo ô thường mặt không chút thay đổi nói thế nhân đều hiểu lầm ta nói cái gì ta tàn hại ma giáo nói cái gì ta mưu hại nghĩa phụ đều là sự tình không có ta xuất thân ma giáo luôn bảo vệ ma giáo ma giáo có thể sừng sững đến nay chính là minh chứng ta sao có thể ngồi xem thánh tử ma giáo gặp nạn nếu như ai gây khó dễ cho thánh tử ma giáo chính là sống mái với ta mọi người nghe đều buồn nôn nếu như không biết tình huống sẽ suýt chút nữa lầm tưởng là thật bất quá đều nghe minh bạch đơn giản là thanh danh giết cha quá lớn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ cho tới nay mọi người đều cho rằng ma giáo còn tồn tại nguyên nhân chính là như thế cho nên ta hy vọng chư vị có thể cho ta chút mặt mũi tha hắn một lần nếu chư vị không tin có thể đi ma giáo điều tra xem ta nói có đúng hay không chư vị yên tâm, ta chỉ là muốn làm rõ tại sao trên người hắn lại có ma giáo truyền thừa, tuyệt đối không có ý đồ khác. Bây giờ ta đã làm rõ sự tình, chỉ cần chư vị buông tha hắn, ta bảo đảm, lập tức phóng thích hắn, trả hắn tự do, chắc chắn sẽ không phát sinh sự tình khác. Nếu như sau này chư vị phát hiện hôm nay ta nói dối, có thể tùy thời đến tìm ta tính sổ, cũng có thể tùy thời bắt hắn. Lữ vô song vì ẩn giấu bí mật, không tiếc làm ra thỏa hiệp nhượng bộ, tỏ thái độ không muốn hạt hoàng, chuẩn bị chuyển vào trong bóng tối hành sự. Mà ô thường, chỉ cần đạt được bản thân mong muốn, cần gì dây dưa với viên cương làm quái gì. Ở bề ngoài đồng dạng làm ra nhượng bộ, ánh mắt mọi người giao nhau, trước tiên không quản sự tình thật giả, trước khi không có xác định liên thủ công kích làm ra bố trí chặt chẽ, ai cũng không có nắm chắc lưu lại ai. Động thủ dễ dàng, một khi để người chạy, vậy thì hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt là lữ vô song, nguyên sắc và ô thường đồng loạt cuốn vào thị phi, nên lo liệu như thế nào, vẫn cần thương nghị thật kỹ lưỡng. Nói chung, hai người đưa ra bàn giao như vậy, trước khi mọi người có chứng cứ xác thực, tạm thời cũng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ cho qua. Cho tới nay, chín người khống chế lẫn nhau đều như vậy, vì một sự tình mà đánh vỡ cục diện cân bằng có đáng giá hay không, phải cần coi tình huống mà cân nhắc. Không ai nguyện ý lưu lại, lúc mọi người rời đi, Ô Thường đột nhiên nói: "Tạ ơn chư vị cho Ô mỗ mặt mũi, chư vị đi thong thả, không tiến." Lữ vô song, xin dừng bước. Mọi người quay đầu lại, nguyên sắc lên tiếng nói. Có sự tình gì không thể nói ở trước mặt mọi người sao? Hiện tại hắn lo lắng lữ vô song lưu lại sẽ chịu thiệt, hoặc nói là lo lắng lữ vô song nói ra cái gì không nên nói. Ô thường, nguyên bàn tử, người vẫn là lo lau khô cái mông của mình đi, nơi này không hoan nghênh ngươi, cút. Nguyên sắc cười ha ha, không để ý lắm. Lữ mỹ nhân, có người mưu hại chúng ta, nên ta còn có chuyện cần tìm ngươi nói, ta chờ ngươi ở ngoài, có sự tình gì hô một tiếng dứt lời xoay người rời đi. Người khác nhìn ra dụng ý ô thường lưu lại Lữ Vô Song, viên cương giết đồ đệ của Lữ Vô Song, mà ô thường lại muốn bảo đảm viên cương, sợ là hai người còn phải nói chuyện một chút. Đợi tất cả mọi người rời đi, Lữ Vô Song cười lạnh nói. Làm sao, muốn cầu ta dơ cao đánh khẽ, cầu ngươi, ô thường khinh thường nở nụ cười, để sát vào nàng, ỉ vào thân cao, rất có ý vị ở trên cao nhìn xuống. Ngươi nói không sai, phong thanh chính là ta thả ra ngoài, ta chờ chính là người nào đó diệt khẩu, sau đó ngồi vững chứng cứ. Con người của Lữ Vô Song đột nhiên co lại, mình bạch ý tứ của đối phương, đối phương đã sớm biết sự tình này, nói rõ đối phương ở trước khi thả ra phong thanh đã có chuẩn bị, không phải nguyên sắc diệt khẩu là có thể san bằng, trên tay đối phương có chứng cứ. Ta hy vọng người có thể cho ta mặt mũi, vì người chết lại tổn thương hòa khí là không tất yếu, sự tình này tốt nhất cứ trôi qua như thế, ta không hy vọng viên cương có chuyện, người hẳn là hiểu ý tứ của ta trong lời nói của ô thường ý vị sâu xa hừ lữ vô song phất tay áo rời đi đợi xác nhận các quý khách đều rời đi hắc thạch trở về bẩm báo thánh tôn đều rời đi ô thường mang người tới vâng hắc thạch lĩnh mệnh bước nhanh rời đi không bao lâu viên cương bị ôm ra ô thường bắt được viên cương lắc người xông thẳng tới chân trời hắc thạch nhìn theo biết vị này không kịp đợi cấp thiết muốn đạt được ma điển chờ đợi nhiều năm như thế một khắc cũng chờ không kịp rồi lúc rơi xuống đất, viên cương uể oải nản lòng, vết thương chẳng chịt vứt ở cửa động phủ của triệu hùng ca. Triệu hùng ca liếc nhìn ô thường, cấp tốc ngồi ở trước mặt viên cương, sau khi xác nhận là viên cương, lại nhanh chóng thi pháp điều tra thương thế. Thương thế rất nặng, một số bộ vị thậm chí bị lột ra, trên tứ chi có thể thấy bạch cốt. Lại thấy kim thép cắm ở trên người viên cương, triệu hùng ca đưa tay đi rút, ô thường lên tiếng. Không gấp, không chết được, trước tiên giao đồ vật ra đây. Triệu Hùng ca nhổ xuống một cái kim thép đẫm máu, đứng lên. Ngươi xác nhận trong thánh cảnh sẽ không có người tìm hắn phiền phức. Ô thường, các ngươi không tìm phiền phức, đương nhiên sẽ không có phiền phức. Ngươi, ta đã mang đến cho ngươi, đồ vật ta muốn đâu. Đừng kiểm tra sự kiên trì của ta, lập tức giao ra đây. Leng keng, chương 1913, hắn tự tìm, gấp cái gì? Một, ném kim thép xuống đất, triệu hùng ca biết rõ lúc này trạng thái tinh thần của ô thường đã ở vào bên bờ nguy hiểm, nên thả người bay vọt ra vách núi ô thường không có phản ứng khác lập tức đi theo chỗ cũ vẫn là nơi lần trước mang nghiêu hữu đạo đến triệu hùng ca nhảy xuống ô thường thì cảnh giác bốn phía chậm rãi bay xuống ầm um, triệu hùng ca đánh ra một trường từ bên trong lật ra một tảng đá Thi pháp chấn vỡ lấy ra một hộp kim loại ném về phía ô thường ô thường tiếp tới tay Thi pháp kiểm tra xác nhận không có vấn đề mới mở hộp nhìn thấy một cuốn giấy dầu bao kín tiện tay ném hộp đi gỡ bỏ giấy dầu bên trong là một quyển sách nhìn thấy phía trên có bốn chữ ly ca để bút chỉ hai chữ ly ca này đã đủ để kích thích hắn cổ vận cổ phong còn có xúc cảm kia hắn liền biết không phải vật giả ngẩng đầu hỏi này là ma điển triệu hùng ca cái gọi là ma điển cũng không phải điển tịch gì kỳ thực chính là quyển thư tay này đồ vật tha thiết ước mơ nhiều năm tới tay ô thường có mấy phần run rẩy tìm được phương pháp mở ra công pháp chế tạo cực kỳ tinh xảo còn có cổ vận trong đó đặc biệt là chữ viết kia, vừa nhìn chính là người tu vi cao trực tiếp thi pháp điêu khắc ra, ý cảnh hồn nhuận, không phải nói giả mạo là có thể giả mạo ra. Có thể trực tiếp khắc chữ ở trên kim cương, phần thực lực này có thể tưởng tượng được. Thể xác và tinh thần của Ô Thường đều run rẩy, rất nhanh mê muội vào nội dung trong đó. Sau khi xem xong, thở phào ra một hơi, cũng nhíu mày. Người trong gương, người trong gương, không tuân lệnh thì có người trong gương đến chu, trong lời nói chất chứa ý vị để hắn cảm giác đến một cổ uy hiếp dương mắt nhìn triệu hùng ca người trong gương là có ý gì triệu hùng ca cái này ngươi không nên hỏi ta nếu như các đời thánh nữ biết có ý gì cũng không tới phiên cái gọi là cửu thánh các ngươi cản trở ta cũng rất muốn biết nó có ý gì nhưng trừ ly ca hẳn là không ai biết có ý gì ô thường trầm mặc lại hỏi ma điển chỉ có những đồ vật này không nhìn thấy đồ vật còn tốt nhìn thấy làm sao cảm giác vô bổ như thế triệu hùng ca Ngươi cảm thấy trong cuộn sách này còn có thể chứa đựng càng nhiều sao? Hay ngươi cảm thấy ly ca nên làm ra vài quyển chia nhau cất giấu? Này ngược lại cũng phải, ô thường nhìn dung lượng của cuộn sách, biết chứ không được quá nhiều đồ vật. Mà rất nhiều chuyện trong thư tay, tuy chưa nói rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra đến đây là hết lời, hẳn sẽ không còn có quá nhiều nội dung. Vấn đề thật giả bao nhiêu, trên căn bản không cần truy cứu, nhưng trong nội dung không nhiều để lộ ra đồ vật, đã đủ để tu tiên giới điên cuồng thương tụng nhớ tới chuyện xưa phá toái hư không rời đi chỉ một câu này đã ẩn chứa quá nhiều đồ vật làm ô thường không kiềm được ngắm nhìn bầu trời còn có vũ triều để lại tám thần khí trấn quốc cửu thánh vẫn không hiểu nổi là bảo vật gì bây giờ hắn cũng coi như làm rõ hiềm vô bổ là không thấy kỳ công đại pháp gì có thể để hắn cấp tốc áp chế lại tám thánh khác không khỏi để hắn có chút thất vọng ôm kỳ vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn là sự tình hợp tình hợp lý nhưng sau khi bình tĩnh ngẫm lại cũng phải, thật có kỳ công dị pháp gì có thể áp chế tám thánh khác mà nói, tựa như Triệu Hùng ca nói, còn đến phiên cửu thánh bọn hắn cản rỡ. Chỉ sợ thánh nữ khai tông lập phái của ma giáo đã sớm nhất thống thiên hạ. Bất quá cũng không phải hoàn toàn thất vọng, lại lần nữa mở sách, nhìn chăm chăm bí pháp luyện chế nha tướng, xác nhận ma giáo giáo chủ trước kia nắm giữ bí pháp luyện chế nha tướng quá mức rác rưởi, phía trên này mới là chính tông nhất, một khi đại quy mô luyện chế thành công, uy lực to lớn chỉ sợ ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải kiêng kỵ. Nhưng muốn đạt đến mức độ tu sĩ Nguyên Anh cũng kiêng kỵ, nhất định phải hình thành quy mô, còn phải để nha tướng tích trữ đầy đủ năng lượng, này cần thời gian rất dài. Thời gian đối với hắn mà nói, không thiếu, thọ hạn của hắn chờ nổi, chỉ là thời gian dài chờ đợi có chút khó chịu. Nhưng vừa nghĩ tới kết quả luyện chế thành công, hắn lại có chút hưng phấn, vì cái này, khó chịu cũng phải chờ. Bạch, nhẹ buông tay, cuộn sách rụt trở về. Ô thường tay cầm cuộn sách, nhìn chằm chằm triệu hùng ca lạnh lùng nói. Phía trên ghi chép bí pháp luyện chế nha tướng, lẽ nào các ngươi không có thử nghiệm qua? Triệu hùng ca, các đời thánh nữ là dạng người gì, người rất rõ ràng, người cảm thấy bọn hắn sẽ tự ý luyện chế loại tà vật này sao? Ô thường, ma điển ở trên tay ngươi cũng có không ít thời gian nha. Triệu hùng ca cười gần, ta ngược lại rất muốn thử một chút, ngươi tìm một chỗ cho ta thử xem, thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay các ngươi, luyện chế nha tướng cần tụ âm chi địa, thiên hạ có bao nhiêu tụ âm chi địa, ở chỗ đó làm chuyện này có thể giấu giếm được các ngươi sao? Này không phải hư ngôn, ngay cả hắn cũng không biết đông quách hạo nhiên tìm được chỗ nào làm loại sự tình này, nếu như biết thì không cần cùng như hữu đạo đoán lung tung. Có thể tưởng tượng, đám người đông quách hạo nhiên tất nhiên là tìm được địa phương cực kỳ bí ẩn, khẳng định là không dễ dàng bị phát hiện, bằng không không giấu được đại bí mật như thế. Cũng chính vì như thế, như hữu đạo muốn tìm được địa phương đông quách hạo nhiên luyện chế nha tướng là rất khó khăn. Nội dung trên thư tay, người cũng nhìn thấy, ly ca có căn dặn, một khi xuất hiện tu sĩ họa loạn thiên hạ, người thừa kế thư tay có thể chặt đứt năm vực, cách luyện chế nha tướng này chỉ sợ cũng là năng lực và thủ đoạn ly ca cho hắn. Nhưng các đời thánh nữ làm được sao? Căn bản không tìm được địa phương có thể tách ra các người phát hiện. Sự tình các đời thánh nữ đều không làm được, người còn thật để mắt ta. Ô thường nhíu mày, Dơ dơ đồ vật trong tay lên. Nội dung phía trên này, ta không hy vọng còn có người khác biết, bằng không, ngươi, viên cương, thượng thanh tông còn có toàn bộ ma giáo đều phải vì cái này trả giá rất lớn. Triệu hùng ca, ta có thể bảo mật, nhưng người tốt nhất đừng vọng động bọn hắn, làm cho chúng ta không đường sống, chẳng qua là liều cho cá chết lưới rách, người khác cũng nhất định sẽ biết. Đồ vật này tốt nhất không cần có vấn đề gì, bằng không ta có thể cứu ngươi nhi tử, cũng có thể giết được hắn. Ô thường hừ lạnh một tiếng bay lên trời rời đi. Triệu Hùng ca ngẩng đầu, biết ma đầu này là muốn đi nghiệm chứng ma điển thật giả. Đồ vật khẳng định là thật, nhiều hiểu đạo giao ra chính là thật, chỉ sửa lại vài chữ mà thôi, hoàn toàn có thể trải qua ô thường nghiệm chứng, cho nên không có gì đáng lo lắng. Bất quá hắn cũng coi như phục nhiều Hữu đạo, phát hiện nhiều hiểu đạo và hắn ý nghĩ không giống nhau, thật không giống nhau, quá không giống nhau. Đồ vật các đời thánh nữ ma giáo liều mạng thủ hộ, hắn cũng cơ khổ ở chỗ này khổ tâm thủ hộ, nhưng đến trong tay như hữu đạo lại như sắt vụn ném đi đồ vật nhiều người trả giá sinh mệnh cũng không chịu giao cho ô thường gia hỏa kia xem qua liền giao cho ô thường này tính là chuyện gì xảy ra hắn đột nhiên cảm thấy mọi người trả giá đều có chút không đáng nhưng nghĩ lại gia hỏa kia không phải là người như vậy sao thí dụ như thương kính vì cướp đồ vật kia bao nhiêu người mất mạng như hữu đạo cũng không coi là chuyện to tát sư phó hắn đông quách hạo nhiên cầm tính mạng đổi lấy đồ vật giao cho hắn, mà hắn lại dễ dàng đưa cho Ngọc Thương. Còn có vô lượng quả, toàn bộ tu tiên giới thiết tha ước mơ, nhưng gia hỏa kia cũng không coi là việc to tắt tiện tay ném cho triệu hùng ca hắn. Còn không biết ở sau lưng đưa đi bao nhiêu quả ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, người đạt được bảo bối đều ước gì lặng lẽ ăn một mình. Nhưng gia hỏa kia thì sao? Từng việc từng việc, từng kiện từng kiện, đồ vật nhiều người coi là bảo như vậy, ở trong mắt gia hỏa kia thành cái gì? chương 1914, hắn tự tìm, gấp cái gì? Hai, hô, triệu hùng ca ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, bất kể nói thế nào, giao ra trách nhiệm gánh vác nhiều năm như thế, đặc biệt là giao cho ô thường, hắn đột nhiên phát hiện đích xác là giải thoát rồi, không cần lo lắng ô thường sẽ nhìn chằm chằm vào hắn nữa. Từ góc độ này mà nói, hắn không biết hành vi của Ngưu Hữu Đạo có tính là càng sáng suốt hay không, thả xuống mới là giải thoát. Thị thị phi phi, ân ân oán oán, sau một tiếng thở dài này tiêu tan hết, lắc mình phóng lên trời, bay về động phủ. Nhưng ở trên đường, trong khe đột nhiên bay ra một người, đứng ở trước mặt hắn. Triệu Hùng ca cảnh giác, người kia lên tiếng, là ta, là Nghiêu Hữu Đảo, Triệu Hùng ca sững sờ, đối phương lại cải biến diện mạo, hắn không nhận ra được. Sao ngươi lại đến đây? Nghiêu Hữu Đảo, được biết ô thường mang viên cương rời vấn thiên thành, ta liền biết hắn sẽ tới, nên ở chỗ này chờ, ô thường lấy đi rồi sao? Triệu Hùng ca than thở, lấy đi rồi, Ngưu Hữu đạo, than thở cái gì, lấy đi thì lấy đi, biết nội dung phía trên là được, một miếng sắt mà thôi, có cái gì không nỡ hả? Triệu Hùng ca dở khóc dở cười, vì đồ vật này chết biết bao nhiêu người, ở trong mắt ngươi chỉ là một miếng sắt. Nhiều người dùng tính mạng bảo hộ như vậy, mới để ngươi đạt được nó. Ngưu Hữu đạo vung tay lên, nói đến cái này hắn liền tức giận, nói: "Chớ nói nhãm với ta, ta muốn lấy nó làm gì?" Ngươi cho rằng ta muốn được nó lắm sao? Lão tử nguyên bản đang yên đang lành, nếu không phải là các ngươi vô năng, ta có thể bị ly ca kéo vào sao? Còn muốn ta khen các ngươi sao? Triệu hùng ca hồ nghi, ly ca kéo ngươi vào, có ý gì? Như hữu đạo không muốn nói chuyện này, trở về đề tài chính. Triệu sư thúc của ta, đồ vật lại tốt, cầm ở trong tay không phát huy ra giá trị, không phải một miếng sắt thì là cái gì? Cầm ra ngoài có thể phát huy ra giá trị nên có của nó, mới là bảo bối, thật không biết các người nghĩ như thế nào. Được rồi, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, còn lại ta sẽ xử lý, người cũng đừng ghi nhớ, viên cương đâu. Sẽ không đến mức viên cương chưa tới, người liền giao đồ vật ra chứ. Thân sắc của triệu hùng ca nghiêm nghị, đến rồi, ô thường vứt ở trong động phủ của ta, bị thương rất nặng. Nghe nói bị thương rất nặng, như hữu đạo hơi lo lắng, quay đầu nhìn về phía động phủ, nhìn chăm chú một lúc, khẽ lắc đầu. Triệu hùng ca, đi đi, để hắn một mình ở đó lâu, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Chờ đã, Ngưu Hữu Đạo ra hiệu hắn chờ, lắc người rời đi, lại trốn vào trong khe núi. Lúc trở ra, trên tay sách một nữ nhân có vẻ như hôn mê, còn mang mặt nạ. Đi thôi, hai người bay lượn trở về, trên đường Triệu Hùng ca hỏi. Ai đấy, ai, Ngưu Hữu Đạo cười lạnh, kẻ cầm đầu, viên cương vì nàng ném đầu lâu tung nhiệt huyết, phùng quan nhi. Triệu Hùng ca thực không hiểu nổi phương thức làm việc của gia hỏa này, không thừa nhận cũng không được, mình theo không kịp phương thức hành sự của loại người này, chố mắt nói. Người mang nàng đến làm gì? Nghiêu hữu đạo, giúp kẻ ngu si kia lau khô cái mông. Triệu hùng ca vẫn không hiểu, trở lại vách núi, hai người đi vào động phủ, vừa đến liền thấy viên cương như con chó chết, kéo dài hơi tàn, dường như rơi vào trạng thái nửa hôn mê, hơn nữa cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy viên cương vết thương chẳng chịt, trên người cắm vào từng cây từng cây kim thép, tóc bị nhổ hết, trên ngón tay lộ ra bạch cốt, cho dù nghiêu hữu đạo mang mặt nạ cũng có thể cảm giác được hai gò má co giật. Triệu Hùng ca muốn cúi người đi nhổ kim thép trên người viên cương, lại bị một cánh tay cản lại. Triệu Hùng ca quay đầu lại nhìn nghiêu hữu đạo, nghi ngờ nói. Làm sao vậy, hắn tự tìm, gấp cái gì? Nghiêu hữu đạo nhấc tay ra hiệu hắn lui ra, một tay khác nhấc nữ nhân kia lên, thì pháp nhấn vào gái nàng. Chờ một chút, Phùng Quan Nhi thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt. Tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, lại hơi giấy ruộng nói. Này là nơi nào, nơi nào, Ngưu Hữu Đạo thả nàng ra, chỉ vào người nằm trên đất. Nơi nào trọng yếu sao, ngươi không muốn nhìn xem hắn như thế nào rồi sao. Phùng Quan Nhi cúi đầu nhìn, không khỏi giật mình, đợi thấy rõ làn da đối phương màu đỏ, mới phản ứng được là người nào, thấy thảm trạng của viên cương như vậy, cả kinh hai tay che miệng lại. Ngưu Hữu Đạo phẫn nộ, đột nhiên ra tay, sách lấy gáy nàng, nhấn quỳ ở trước mặt viên cương, nhấn mặt nàng ở trước mặt viên cương nhìn một chút đi nhìn rõ ràng nhìn xem hắn bị ngươi hại thành cái dạng gì trợn to hai mắt lên nhìn cẩn thận cho ta một tay tóm lấy tay viên cương ngón tay lộ ra bạch cốt trực tiếp đưa đến trước mắt phùng quan nhi thấy không đẹp sao có muốn sờ cảm thụ một chút hay không có muốn biết hắn vì giúp ngươi chịu đựng bao nhiêu thống khổ hay không tiện nhân ta nói cho người biết từ nay về sau hắn không còn nợ ngươi cái gì nếu như ngươi lại dám đầu độc hắn làm bất kỳ sự tình mạo hiểm gì ta sẽ lột ra ngươi nhìn thấy viên cương như vậy tay chân trên căn bản đều phế bỏ một hán tử đang yên đang lành bị làm thành tàn phế tâm tình hắn thật hận không thể làm thịt nữ nhân này nhưng hắn không thể làm như vậy nhất định phải khắc chế lửa giận của mình hắn quá hiểu viên cương thật muốn giết nữ nhân này không có biện pháp bàn giao với viên cương viên cương sẽ trở mặt với hắn huynh đệ với nhau mặc kẻ tình huynh đệ sâu bao nhiêu có lúc thật không sánh bằng một nữ nhân cũng không thể dùng không sánh được để hình dung thế nhưng làm như vậy chính là không được một khi chạm đến điểm không thể chạm đến mà nói sẽ huyên náo đến ngay cả huynh đệ cũng không làm được mặt khác sự tình đồng dạng đặt ở trên người nữ nhân cũng vậy nữ nhân cũng sẽ vì nam nhân trở mặt với tỉ muội đừng nói huynh đệ coi như phụ mẫu mạo muội làm như vậy con cái cũng sẽ trở mặt dù nín khó chịu nhưng lý trí của hắn vẫn còn còn có thể nắm chắc cái đúng mực này thấy tình cảnh này Triệu Hùng ca khẽ lắc đầu, đại khái hiểu dụng ý Nhiêu hữu đạo mang người đến, lấy cái này cảnh báo, miễn cho nữ nhân này lại đầu độc viên cương đi mạo hiểm. Phùng Quan Nhi khóc thảm nghẹn ngào, tận mắt nhìn thấy, mới biết mình hại người ta thành như vậy, khóc không thành tiếng nói. Ta sai rồi, ta thật sai rồi, cứu hắn, van cầu ngươi cứu hắn, cứu hắn, hiện tại biết cứu hắn, nghiêu hữu đạo cười gần, tay đột nhiên buông ra, hóa thành trưởng đao, chém vào gáy nàng. Tiếng khóc dừng lại, mắt Phùng Quan Nhi trợn trắng lên, mang theo nước mắt đầy mặt té xỉu ở một bên không còn động tĩnh nghiêu hữu đạo đẩy phùng quan nhi qua một bên lúc này mới ngồi xổm ở trước mặt viên cương đưa tay đi thăm dò thương thế của viên cương đích xác là bị thương rất nặng nhưng khí thế sinh mệnh của viên cương y nguyên rất dồi dào nếu không có sinh mệnh lực cường đại bị biến thành như vậy chỉ sợ sớm đã mất mạng xác nhận không có lo lắng về tính mạng biết thân thể viên cương có thể chịu đựng đến trình độ gì hắn mới đưa tay nắm kim thép cắm ở trên người viên cương từng cây từng cây rút ra lúc nhổ một cánh tay khác trước sau nhấn ở trên thân thể viên cương thì pháp quan tâm tình huống tránh khỏi có bất chắc xuất hiện đợi tất cả kim thép bị nhổ ra trong mắt nhiều hữu đạo lóe lên một tia kinh ngạc nhìn viên cương trong nháy mắt tất cả kim thép bị giải trừ hắn rõ ràng cảm giác được khí huyết của viên cương rồi rào lên không ngừng tuần hoàn đã bị thương thành như vậy thân thể còn có sinh mệnh lực cường đại như vậy thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn phát hiện viên cương chuyên cần luyện si vư vô phương năng lực rèn luyện thân thể cơ hồ cường đại đến có chút biến thái. Kim thép hạn chế huyệt vị bị trừ, khí tức tuần hoàn thông suốt, viên cương hôn mê dường như lập tức tỉnh táo lại. A à lên một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt mơ màng tan dã cũng nhanh chóng sáng sủa. Chương 1915, tàn tốt, nhìn thấy người xa lạ ngồi xổm ở trước mắt, hắn cho rằng bản thân còn ở trong thẩm vấn, trong ánh mắt lộ ra hung ác như dã thú, vung cánh tay lên đánh. Đùng, Ngưu Hữu Đạo bắt được tay hắn, tuy tỉnh táo nhanh, nhưng vẫn quá suy yếu bị nghiêu hữu đạo ném trở về ơ ờ, còn có khí lực đánh người tinh thần không tệ lắm nha vừa nghe được thanh âm này nhìn lại ánh mắt đối phương viên cương sửng sốt đạo mới mở miệng dường như trong nháy mắt cảnh giác nhìn chung quanh không biết thân ở nơi nào nhìn thấy phùng quan nhi hôn mê cũng nhìn thấy triệu hùng ca lúc này mới yên tâm gọi ra đạo gia ngươi làm sao nơi này là nơi nào nhớ tới mình còn ở trong giam cầm chẳng biết vì sao sẽ xuất hiện ở đây, cũng không biết vì sao Ngưu Hữu Đạo có thể xuất hiện ở trước mắt mình. Ngưu Hữu Đạo thu hết phản ứng của hắn vào đáy mắt, cười lạnh. Xem ra còn không có hồ đồ, trong tay bóp nát một viên thuốc, bóp miệng đối phương, nhét thiên tế đan vào miệng, lòng bàn tay vỗ một cái, thiên tế đan chui vào bụng đối phương. Có thể nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, đối với viên cương nhận hết giày vò mà nói, thực sự là rất mừng rỡ, còn tưởng đời này sẽ không còn được gặp lại không để ý tới Phùng Quan Nhi là chuyện gì xảy ra, bị đồ vật nuốt xuống kích thích, muốn giấy rụa bò lên, nhưng bàn tay đau đớn làm hắn khó chịu, thở dốc nói. Đạo gia, này là chuyện gì xảy ra? Đừng, ngươi nghiêu bức như vậy, ta làm không nổi đạo gia của ngươi. Nghiêu hữu đạo âm dương quái khí, tay cũng không thành thật, một ngón tay trực tiếp đâm vào địa phương kim thép xuyên qua, hơn nữa là dùng sức cắm vào, dáng vẻ không lưu tình chút nào. Triệu hùng ca lạnh cả răng, cảm thấy đau giúp viên cương. Ừm, viên cương cũng đau rên lên một tiếng như hữu đạo vui vẻ nha hầu từ ngươi là hảo hán làm bằng sắt cũng sẽ sợ đau không thể a à, có phải ta nhìn lầm hay không dường như thật nhìn lầm ngón tay dùng sức qua lại viên cương dùng sức cắn răng không để cho mình phát ra thanh âm thống khổ rút ngón tay ra vỗ vỗ mặt viên cương không tệ quả nhiên là hảo hán duỗi tay nắm tay của viên cương lên đưa đến trước mặt cho viên cương xem hảo hán cho ai xem đẹp lắm sao, lại nhìn ngươi một chút, tay chân đều tàn, đều phế bỏ, sau này chuẩn bị bò trên đất hay ngồi xe lăn giống như mông sơn minh. Đùng, một cái bà tai đánh mạnh lên mặt viên cương, như hữu đạo quát. Đầu óc của ngươi bị nước vào, ta xem là nước tiểu vào nha, trên đời này có thể đánh hắn không lên tiếng, có thể đánh hắn mà hắn không dám hoàn thủ, cũng chỉ có vị trước mắt này. Hắn không ngốc, đến lúc này sao có thể không biết, là đạo gia xuất thủ cứu hắn. Dường như mỗi lần đều là như vậy, trước đây cũng vậy mỗi khi tính mạng hắn như ngàn cân treo sợi tóc nhiều lần đều là đạo gia kéo hắn trở về rất hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ hắn vốn tưởng rằng mình không sống được không nghĩ tới lại là đạo gia cứu hắn thật không biết đạo gia dùng biện pháp gì cứu hắn từ trong tay cửu thánh ra nhưng hắn minh bạch đạo gia chính là đạo gia đạo gia tự có biện pháp của đạo gia nếu không thể làm việc người khác không thể sao sẽ là đạo gia nghiêu hữu đạo quay đầu lại đưa tay chụp tới nắm cánh tay của phùng quan nhi lôi qua nhìn cho kỹ, người ngươi muốn, ta mang đến cho ngươi rồi, lại có thể thế nào? Để nàng và người tàn phế như ngươi song túc song phi sao? Ngươi không buồn nôn, nhưng người ta buồn nôn nha. Viên cương, đạo gia, không phải như ngươi nghĩ. Như hữu đạo nổi giận, vậy là loại nào, đừng cùng ta nới tới cái đạo lý giám thí của ngươi. Ngay cả mình cũng không gánh nổi, ngươi có tư cách gì làm bậy. Dứt lời vung cánh tay, bỏ qua phùng quan nhi, thở phì phò đi tới đi lui nếu như chỉ trọng thương thì thôi tàn phế vậy mà thành tàn phế hắn thực là lửa giận khó tiêu viên cương cúi đầu không nói biết mình thật làm đạo gia tức giận triệu hùng ca nhìn như hữu đạo lại nhìn viên cương cũng thực phục viên cương có đủ hùng hổ cũng đủ ngu mốc lại dám chính diện đối kháng lữ vô song lại còn giết đồ đệ của lữ vô song lá gan phải mập đến mức nào mới có thể làm được cũng may như hữu đạo nghĩ biện pháp cứu viện nếu không mạng của tên thô lỗ này nhất định sẽ nằm lại ở trong thánh cảnh đương nhiên triệu hùng ca hắn cũng không có tư cách nói viên cương cái gì nhớ năm đó triệu hùng ca hắn không phải cũng bởi vì nữ nhân mà mất đi lý trí biết rõ không thể ở cùng thánh nữ ma giáo nhưng hắn vẫn không thể nào khống chế lại tình cảm của mình nghiêu hữu đạo trung quy là người có lý trí biết sự tình đã như vậy phát hỏa cũng vô dụng nhất định phải đối mặt ngửa mặt lên trời thở ra một hơi lại xoay người đi trở về bên cạnh viên cương lạnh nhạt nói tàn tốt tàn sau này cứ đàng hoàng ở lại yêu ma lĩnh đi Yêu ma lĩnh, viên cương chố mắt ngẩng đầu, lại nhìn bốn phía. Ô thường cụ thể là làm sao bãi bình sự tình này, trước mắt ta còn không rõ lắm, bất quá ô thường có thể mang ngươi ra, nguy hiểm của ngươi hẳn là tạm thời đã qua. Như hữu đạo nói xong chỉ về phía phùng quan nhi, người ngươi muốn, ta cũng mang đến cho ngươi, an tâm ở lại nơi này, lữ vô song còn chưa hết giận đâu, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ô thường, đừng chạy loạn, bằng không còn không biết sẽ xảy ra sự tình gì. Quay đầu lại nhìn triệu hùng ca nói. Triệu Sư Thúc, sau này làm phiền ngài giúp ta trông hắn. Triệu Hùng Ca, ta, Ngưu Hữu Đạo, sự tình tiện thể nha. Triệu Hùng Ca khẽ lắc đầu, thánh nữ giao phó, ta đã hoàn thành, ô thường lấy được đồ vật, ta cũng giải thoát, ta có khả năng sẽ rời khỏi yêu ma lính. Ngưu Hữu Đạo ngoài ý muốn, đi đâu? Triệu Hùng Ca, tấn, vệ đại chiến, Thượng Thanh Tông tổn thất thảm trọng, đang là thời điểm cần người, ta muốn trở về Thượng Thanh Tông thử xem. Ngưu Hữu Đạo, ngươi cho rằng đường tố tố có thể tiếp nhận ngươi. Triệu Hùng ca, thử một chút xem sao, thực sự không được, ta sẽ thủ ở bên cạnh Thượng Thanh Tông, ta nợ Thượng Thanh Tông quá nhiều. Nghiêu hữu đảo, nếu ngươi thật vì Thượng Thanh Tông, thì tốt nhất ở lại trong này đi. Triệu Hùng ca không biết hắn lại có ý nghĩ gì, hỏi. Vì sao, Nghiêu hữu đảo, tâm tình của sư thúc ta có thể lý giải, nhưng sự tình đến một bước này, trong gió trong sóng người ta đều khó có thể không đếm xỉa đến. Thượng Thanh Tông hưng suy không phải nhất thời, người hẳn phải biết ô thường lấy được đồ vật, mục đích đã đạt đến, xem ảnh một ngươi và Thượng Thanh Tông sẽ là kết cục gì, hiện tại ngươi chạy về Thượng Thanh Tông có ý nghĩa sao? Triệu Hùng ca than thở, ta tiếp tục lưu lại đây có ý nghĩa sao, tiếp tục làm sâu rượu sao? Như hữu đạo chỉ viên cương, hiện tại hắn thành thánh tử, bất tiện về Nam Châu, mà này cũng là cơ hội ô thường cho, không ngại thuận thế kinh doanh ma giáo. Hắn không quen hư ngôn, đối nhân xử thế lại thường xuyên ngớ ngẩn, người quen thuộc ma giáo, lưu ở nơi này giúp hắn một tay, tiện thể có thể trông hắn, có sự tình gì đúng lúc liên hệ ta. Thánh tử, viên cương không biết bọn hắn nói thứ gì, triệu hùng ca đã hiểu ý tứ của hắn, yên lặng gật đầu. Nơi đây ta không thích hợp ở lâu, đi trước, như hữu đạo nói xong liếc nhìn viên cương, cũng là nói cho viên cương nghe. Viên cương nhớ tới sự tình gì, vội vàng hô, đạo ra, lữ vô song muốn hạt hoàng, như hữu đạo hờ hững nói, sự tình này ta nghe nói qua, viên cương ta ở vấn thiên thành bị người của nàng mang về vô song thánh địa trước, nàng không phải bắt ta hả giận, lữ vô song lặp đi lặp lại dần và ta, mục đích chỉ có một, chính là muốn ta gọi hạt hoàng gia. Hắn là người ở bên cạnh nghiêu hiếu đạo trường kỳ phụ trách xử lý tình báo, đối với tình báo có nhạy cảm nhất định, cũng biết rõ đối với người quyết định như nghiêu hiếu đạo mà nói, đúng lúc có được tin tức hữu dụng sẽ mang ý nghĩa gì. Nghiêu Hữu đạo hiếp mắt, cùng triệu hùng ca quay đầu nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra ý vị sâu xa chương 1916, bát bảo sở tại. Triệu Hùng ca trần chờ nói, lẽ nào vật tiếp dẫn trầm Phật chi địa thật là hạt hoàng? Lẽ nào thật sự như ngươi hoài nghi, Lữ Vô Song thật biết chút gì? Có ý gì, viên cương cảm giác hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói cái gì, từ bên người đạo gia ngắn ngủi rời đi một đoạn thời gian, thật giống như triệt để tách rời với thế sự, cái gì thánh tử, cái gì trầm Phật chi địa? Ánh mắt nghiêu hiểu đạo lấp lóe một lúc, lại nhìn về phía viên cương. Nếu như Lữ Vô Song thật biết chút gì mà nói, tất sẽ không dễ dàng buông tha hắn, sư thúc, phía sau núi này không thích hợp hắn ở lâu, mau chóng rời hắn về ma cung đi. Cũng nhìn ra viên cương nghi hoặc, còn nữa, một chút tình huống hắn còn không biết, vì phòng ngừa xuất hiện sơ suất, sự tình lần này ngươi quay đầu lại nói với hắn một thoáng, để trong lòng hắn nắm chắc, để hắn bắt lấy tin tức hữu dụng, hắn am hiểu cái này. Triệu Hùng ca gật đầu, nghiêu hữu đảo, đi đi, chờ đã, Triệu Hùng ca nhấc tay hơi ngăn lại, như hữu đạo quay đầu còn có việc gì sao triệu hùng ca cho tới nay ngươi không phải muốn biết người bên ma giáo và quản phương nghi có quan hệ là ai sao trước kia ta bất tiện nhiều lời bây giờ giao đồ vật ra ta cũng không còn gì để ẩn giấu trong lòng ngươi hẳn cũng có chút phán đoán a à. như hữu đạo theo dõi hai mắt hắn trong miệng đột nhiên bốc lên một danh tự nam thiên vô phương triệu hùng ca choáng váng kinh ngạc nói làm sao ngươi biết thật là hắn ngưu hữu đạo buồn cười lấy tình huống của ngươi, ngươi sẽ không lùi tới với quá nhiều người, bên ma giáo có thể để ngươi giấu không nói, trừ hắn còn có thể là ai. Ta đã sớm hoài nghi hắn, triệu hùng ca im lặng, có chút hoài nghi đầu người này chưa cái gì trong ấy. Nghiêu hữu đạo, nói đi, hắn và quản phương nghi là chuyện gì xảy ra. Triệu hùng ca than thở, nam thiên vô phương là nam nhân đầu tiên của quản phương nghi, quản phương nghi nguyên danh gọi quản hồng hoa, phương nghi là nam thiên vô phương cải danh tự cho nàng. Sau đó bắt đầu kể ra, ở trước mặt viên cương cũng không ẩn giấu thân phận của quản phương nhi hắn biết viên cương là tâm phúc của nghiêu hữu đạo rất nhiều cơ mật tới tay nghiêu hữu đạo trước tiên đều qua tay hắn mà nghiêu hữu đạo có thể ngay mặt hỏi lên liền nói rõ không có dự định giấu viên cương nghiêu hữu đạo nghe xong biểu cảm đặc sắc lên này đích xác là trước đó hắn làm sao cũng không nghĩ tới tề kinh hồng nương diễm lệ nổi danh thiên hạ vậy mà vốn nên là thánh nữ ma giáo nhưng bởi vì nam thiên vô phương quá yêu vận mệnh của quản phương nghi sẽ xoay chuyển lớn như vậy. Hậu quả rút dây động dừng là, Thượng Thanh Tông triệt để xa sút và thế lực Ninh Vương bị diệt trừ đều vì vậy mà lên. Viên cương cũng há hốc mồm, ha ha, Nghiêu Hữu Đạo đột nhiên không nhịn được nở nụ cười, lắc đầu. Chuyện cười này mở có chút lớn, ta cũng không biết nên mở miệng với Hồng Nương thế nào. Xem ra trên đời này chỉ có hai loại người, nam nhân và nữ nhân, quan hệ phức tạp nhất vĩnh viễn là quan hệ nam nữ. Nói đến liền đến, không chung có bóng người lóe lên, một nam tử bồng bình hạ xuống, làm cho người ta có cảm giác phiêu giật hào hiệp. Như hữu đạo nhìn đối phương, mà ánh mắt người sau cũng đánh giá hiện trường một thoáng. Không cần giới thiệu, như hữu đạo đã đoán được người đến là ai, nhìn triệu hùng ca khẽ gật đầu cáo từ. Trước khi đi còn liếc nhìn viên cương, như thể không có việc gì lắc mình rời đi, kỳ thực trong lòng nặng nề, chỉ là không muốn biểu hiện ra ở trước mặt viên cương, sợ viên cương khổ sở. Nam Thiên vô phương nhìn theo, quay đầu lại hỏi. Ai vậy? Triệu Hùng ca tạm thời sẽ không để hắn biết Ngưu Hữu Đạo còn sống, thuận miệng nói. Thiên Ma Thánh Địa, Nam Thiên Vô Phương khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Viên Cương hỏi. Này là, Triệu Hùng ca, Thánh Tử, này chính là người được Thánh Nữ truyền thừa. Thân sắc của Nam Thiên Vô Phương có chút phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hành lễ hay không, ánh mắt rơi vào trên tay chân của Viên Cương. Ngón tay và ngón chân cơ hồ đều bị lột đi ra thịt, chỉ còn bạch cốt, này trên căn bản chẳng khác nào tàn phế có thánh tử đến, nhưng là người tàn phế, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, buông tiếng thở dài. Ta quay đầu lại tổ chức hội nghị ma giáo, cử hành nghi thức yết kiến. Triệu hùng ca minh bạch, muốn cử hành nghi thức chính thức thừa nhận thân phận thánh tử của viên cương. Vị này lại là ai? Ánh mắt của Nam Thiên vô phương lại rơi vào trên người Phùng Quan Nhi còn hôn mê. Triệu Hùng ca, Phùng Quan Nhi, Nam Thiên vô phương ý vị sâu xa ồ một tiếng, không nhịn được lại liếc nhìn viên cương, trong lòng lắc đầu, then chốt là không hiểu nổi a. À. Thánh nữ ma giáo cần thuần khiết, cả đời không được gả người, nhưng sự tình thánh tử lại chưa bao giờ có, vừa đến liền mang theo nữ nhân, ma giáo không có tiền lệ, làm sao giải quyết đây? Một mực còn nghe Triệu Hùng ca nói, vị này chính là người các đời thánh nữ ma giáo chờ đợi, thật giống như không tiếp nhận còn không được. Hắn cũng không biết người các đời thánh nữ ma giáo chờ đợi có thể phát huy tác dụng gì, nhưng người chờ đợi bao lâu lại tàn phế. Triệu Hùng ca, Sợ là Lữ Vô Song còn chưa hết giận đâu, thánh tử không thích hợp ở trong này, lập tức đưa đi ma cung thu xếp. Hắn là một khắc cũng không dám dừng lại lâu, nói làm liền làm, lập tức cùng Nam Thiên Vô Phương, Viên Cương, Phùng Quan Nhi rời đi. Động phủ mà Triệu Hùng ca ở lại nhiều năm rốt cuộc trống vắng. Ma cung ở ngay phía trước, khoảng cách không xa, nhanh chóng thu xếp lại, Viên Cương có chút sốt ruột, không để ý tới thương thế, vội vã hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lo lắng như hữu đạo vì cứu hắn có phải trả giá to lớn hay không. Trong thạch thất an tính, không có ngoại nhân, triệu hùng ca bắt đầu nói rõ. Quả nhiên trả giá không nhỏ, viên cương nghe xong ủ rủ, vì cứu mình, đạo gia không tiếc để triệu hùng ca cầm ra ma điển giao cho ô thường. Ma điển gì gì đó ngược lại không phải hắn quan tâm nhất, quan tâm là, lúc hắn rời mau lư biệt viện từng nói với đạo gia, bảo đạo gia không cần lo hắn. Lúc đó đạo gia tức giận, cũng nói ra lời hung ác, bảo hắn rời đi thì đừng trở về nhưng cuối cùng đạo gia vẫn không mặc kệ vẫn ra tay nghĩ tất cả biện pháp cứu hắn còn phải khắc phục hậu quả hắn đương nhiên minh bạch nếu như lần này không có nghiêu hữu đạo gia tay hắn chết chắc rồi chính bởi vì như vậy hắn không khỏi hoài nghi mình chẳng lẽ mình thật sai lầm rồi sao mỗi lần chọc ra việc cứu hắn đều là đạo gia cuối cùng chùi đít cho hắn cũng là đạo gia nhìn ra tâm tình của hắn không tốt có mấy lời triệu hùng ca không nói sự tình của nhi tử. So sánh với đó mà nói, sự tình này không nói cũng không sao cả, nói với ô thường cũng là như vậy, nói cho viên cương cũng không biết. An tâm dưỡng thương đi, triệu hùng ca nhấc tay vỗ vai hắn, xoay người rời đi. Vù gào, vù gào, trong vô song điện, một đao bổ ra hai tiếng hổ gầm, lữ vô song thu đao, nhíu mày, nhìn ba con hổ khắc trên lưng tam hống đao. Nộ hổ, bồn hổ, ngọa hổ, ngón tay cũng nhẹ nhàng xoa xoa lên ngọa hổ đao là tam hống đao của viên cương rơi ở vô song thánh địa. Tiếng hổ gầm suốt từ tay nàng, nàng gặp qua viên cương suốt đao, đối với cao thủ luyện khí đệ nhất tấn quốc, cũng là cao thủ luyện khí đệ nhất thiên hạ Tây vô tiên luyện chế tam hống đao này, nàng cũng hơi có nghe thấy. Nộ hổ dịch khiếu, bôn hổ không tiếng động, ngọa hổ khó tỉnh, cái thuyết pháp này nàng cũng có nghe thấy. Bằng tu vi của nàng, toàn lực suốt đao cũng chỉ có thể phát sinh hai tiếng hổ gầm, phá không mang ra tiếng thứ ba chỉ hơi ông ông mà thôi, không coi là bộc phát ra hổ gầm. Không chỉ bổ một đao, nàng nhất thời có hứng thú, muốn nghe tiếng hổ gầm thứ ba là thế nào, muốn nghe xem có khác biệt gì không, nên thí nghiệm nhiều đao, nhưng làm sao cũng không thể tỉnh lại ngọa hổ. chương 1917, Sivu, ngọa hổ tỉnh, vô địch thiên hạ, lữ vô song xì mũi, ngay cả thực lực như nàng cũng không thể nghe được tiếng hổ gầm thứ ba, nàng không cho rằng thiên hạ còn có ai có thực lực tỉnh lại ngọa hổ, coi như có thể tỉnh lại ngọa hổ, cái gì vô địch thiên hạ, cũng khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật. Con, tiện tay cắm đao trên mặt đất, ánh mắt ngưng lại. Thử đao không phải mục đích, mà là nghĩ đến người vứt bỏ đao này. Không sai, đối mặt mấy thánh khác bức bách, nàng hứa hẹn từ bỏ, cộng thêm lại có ô thường uy hiếp, nhưng đối mặt bí mật nàng muốn biết kia, nàng đâu có thể dễ dàng buông tha, cân nhắc tùy thời ở trong bóng tối hành sự. Thánh tôn, thiên ma thánh địa, ô thường lắc mình trở lại thiên ma cung, nhanh chân đi vào. Hắc thạch hành lễ, sau đó thử hỏi một tiếng, Thánh Tôn, đồ vật tới tay chưa? Ô thường không nói tiếng nào, bồi hồi ở trong điện. Thấy không trả lời, cũng không biết nghĩ cái gì, Hắc Thạch cẩn thận từng ly từng tí quan sát phản ứng của hắn. Sau một lúc lâu, ô thường nặng nề nói, thương kính, chiếu tâm kính ở tần, phá không kiếm ở tống, thôn thiên hoàn ở vệ, sơn hà đỉnh ở hàn, lượng thiên xích ở tấn, định thần châu ở tề, phục tiên trượng ở yên, tinh thần lệnh ở triệu. Nói xong lại trầm mặc, hắc thạch nghe được trong lòng nhảy dựng nhận ra được vị này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói ra thêm nữa không nóng lòng ma điển hẳn là đã lấy được ma điển hơn nữa rất có khả năng từ trong ma điển nhìn ra tình huống có quan hệ tới những đồ vật này ô thường bỗng nói vệ quốc đã diệt còn giữ thôn thiên hoàn làm gì hắc thạch thử dò xét nói thánh tôn ý tứ là ô thường xoay người người nghĩ biện pháp lấy thôn thiên hoàn tới cho ta hắc thạch sướng sờ thánh tôn này không thích hợp a à cái gọi là tám thần khí trấn quốc đều là các thánh tôn thương nghị tốt để thế tục tranh cướp chúng ta lấy bừa mà nói sẽ phá hoại quy củ ô thường đừng để người ta biết là được còn có sơn hà đỉnh của hàn quốc cái này chờ ngươi lấy được thôn thiên hoàn lại nói hắc thạch kinh nghi bất định muốn hai đồ vật kia làm gì hai đồ vật này ẩn dấu bí mật đặc biệt gì sao mặt ngoài đáp vâng thuộc hạ sẽ mau chóng an bài ô thường còn nữa triệu quốc đã diệt hoàng đế hải vô cực gì kia tinh thần lệnh hẳn là ở trên tay hắn, người đến cùng trốn đi đâu rồi, nghĩ biện pháp tìm ra cho ta. Đối với các nước mà nói, nếu cửu thánh muốn yêu cầu thần khí chấn quốc, không phải việc khó gì, các nước không dám không giao, chuyện một câu nói mà thôi. Thế nhưng cho ai là một vấn đề, tám thần khí chấn quốc, nhưng có cửu thánh, có chút chia không đều. Đối với hắn trước mắt mà nói, một lần nắm toàn bộ tám thần khí chấn quốc ở trong tay là không thích hợp, động tính quá lớn, không gạt được, sẽ khiến người hoài nghi, hiện tại thực lực của hắn không cách nào chống cự tám thánh khác liên thủ nhất định phải cẩn thận hành sự căn cứ ly ca ghi chép hắn cũng không cần nắm tám thần khí ở trong tay nắm ở trong tay toàn bộ làm gì đi chặt đứt tinh thần đại trận của năm vực sao hắn không thể đi làm sự tình nâng đá đập chân mình được hiện tại hắn muốn làm là mau chóng xác nhận thư tay miêu tả là thật hay giả cho nên muốn trước tiên lấy thôn thiên hoàn và sơn hà đỉnh dựa theo thư tay miêu tả tìm ra lối vào vực thứ năm căn cứ hắn phán đoán thư tay theo lý thuyết hẳn là sẽ không giả, nhưng nếu là thật, hắn càng muốn đi làm. Thôn Thiên Hoàn, vệ quốc đã diệt, hoàn toàn có thể lặng lẽ nắm giữ ở trong tay. Còn Sơn Hà Đỉnh, hoàn toàn có thể tìm Hàn Quốc bí mật mượn dùng một lát, cho Hàn Quốc 10 lá gan cũng không dám không cho, sau khi xác nhận trả lại cho Hàn Quốc là được. Nếu như xác định tác dụng của Thôn Thiên Hoàn và Sơn Hà Đỉnh là thật, như vậy tinh thần lệnh trên tay triệu quốc đã diệt sẽ cực kỳ trọng yếu, chỉ cần nắm giữ tinh thần lệnh, phương thức mở ra mắt trận của tứ giới khác liền nắm giữ ở trong tay hắn. Không có nỗi lo về sau, hắn liền chờ nổi, có thể từ từ toan tính. Trời tối người yên, rốt cục không người quấy dày. Viên cương nhấc chân đá chăn ra, nhẫn nhịn đau đớn khom lưng ngồi dậy, nhìn bàn tay và bàn chân bị lụa trắng quấn quanh. Trên thân thể cũng có vải trắng quấn quanh, nhìn chăm chú một lúc, nhấc tay, dùng răng cắn xé, mở ra vải quấn trên bàn tay, tầng cuối cùng quấn sát vào huyết nhục, làm hắn đau đến quai hàm căng thẳng lên đối với loại người như hắn mà nói đau đớn không tính cái gì có thể nhẫn nhưng tầng cuối cùng dính vào huyết nhục phất tay khó có thể thoát khỏi lại phải há mồm cắn vào vải hít sâu một hơi bá trong nháy mắt kéo xuống lần này là đau đến khuôn mặt co giật xé vải đi động tới vết thương máu tươi tí tí tách tách chảy ra nhìn mấy ngón tay đầy bạch cốt viên cương nuốt nước miếng lại nâng lên một cánh tay khác làm theo cuối cùng lại xé một cái máu tươi chảy ra đau đến thần sắc co giật trên chân da thịt hai tay bị hao tổn đã không cách nào sai khiến không cách nào dùng ngón tay mở ra ở trên chân hai chân vừa nhấc rơi xuống đất song trưởng chống mép giường vừa nhấn chính là vết máu chậm rãi chống đỡ đứng lên nhưng hai chân vừa ra lực là đau thấu xương cả người lung lay sắp đổ suýt chút nữa ngã xuống nhưng hắn cắn răng chống đỡ hắn không muốn làm người tàn phế cũng không tin bản thân sẽ biến thành tàn phế nỗ lực cân bằng tốt nhịn đau chậm rãi bước ra vài bước điều chỉnh tốt vị trí đứng cũng điều chỉnh tốt thân thể cân bằng cả người chậm rãi hạ xuống đứng trung bình tấn cân bằng ổn định lại cân bằng ổn định khi trung bình tấn ổn định hai mắt đóng lại hô hấp dần dần dài lâu vài lần qua lại bụng chậm rãi nhô lên như một bán cầu lăn ở vùng đan điền của hắn theo bán cầu thể lăn tiếng hít thở dần dần dày nặng có xương máu nhàn nhạt thở ra lại theo hắn hô hấp mà quay về sau đó huyệt vị toàn thân dần dần có luồng khí xoáy xuất hiện cả người như mang theo gió. Dường như có đồ vật gì từ bên ngoài thân hắn dâng lên, lại tựa hồ từ trong cõi u minh triệu hoán ra đồ vật gì đó, chui vào thân thể của hắn. Nếu như lấy pháp nhãn của tu sĩ nhìn, không ngừng từ trong cõi u minh ngưng tụ đến, rót vào trong cơ thể hắn chính là linh khí. Lại không giống tu sĩ bình thường hấp thu thiên địa linh khí, không phải từ trong thiên địa đến, mà từ trong cõi u minh tới. Cũng không giống tu sĩ bình thường hấp thu, tốc độ truyền vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhanh xương máu hô hấp qua lại lặp đi lặp lại tuần hoàn không biết qua bao lâu màu sắc xương máu dần dần đậm lên khi màu sắc xương máu đậm đặc trên hai tay đã không còn nhỏ ra máu dường như có đồ vật khác biệt gì đó chảy ra giống như ở trong cơ thể hắn bỏ ra rất nhiều con kiến dây dưa ở trên miệng vết thương không phải con kiến là vết thương diễn sinh ra thịt bởi vì thịt quá nhiều nhìn như một đám con kiến đang bò gân thịt không ngừng đan sen chậm rãi lan về phía bạch cốt dường như lôi kéo ra thịt khuếch trương. Tư vị này làm viên cương hết sức thống khổ, đau đến cả người run rẩy. Mở mắt nhìn một chút, nhìn thấy tình huống ở miệng vết thương, là tình huống hắn hy vọng nhìn thấy. Trước đây hắn bị ngoại thương, nhưng lúc luyện tập ngạnh khí công, ngoại thương có thể được chữa trị, chữa trị đến ngay cả vết sẹo cũng không nhìn thấy. Lần này hắn ôm chờ mong, muốn thử một lần, quả nhiên. Lập tức liều mạng chịu đựng thống khổ, chậm rãi nhắm mắt, một lòng một giả thổ nạp. Trời sáng, Phùng Quan Nhi đẩy cửa đi vào, trên tay bưng khay, nhìn thấy viên cương đứng trung bình tấn, có chút gấp bách nói. Sao ngươi lại ngồi dậy, đợi bước nhanh về phía trước, giống như thấy quỷ. a à, xít lên một tiếng, khay len keng rơi xuống đất, viên cương mở mắt, liếc nhìn phản ứng của Phùng Quan Nhi, ánh mắt rơi ở hai tay, tư thế nửa ngồi nửa quỷ bất biến, nhưng trên mặt đã có thần thái phấn chân khó có thể tự kiềm chế. Trường 1918, Thánh tử Ma Giáo 1 Ngoài cửa một bóng người thoáng hiện, triệu hùng ca lao vào hắn là bị phùng quan nhi đánh động làm sao vậy thấy hai người đều bình thường triệu hùng ca vừa mới nói ánh mắt nhìn thấy hai tay của viên cương cũng ngây người ánh mắt khó có thể tin ngoài cửa lại có người vội vàng lao vào chính là nam thiên vô phương không biết ba người làm gì đi lên nhìn không phát hiện dị thường không khỏi hỏi chuyện gì xảy ra không ai để ý đến hắn kết quả phát hiện ánh mắt đều chăm chú vào hai tay của viên cương bỗng nhiên ý thức được cái gì Miệng há to, giống như gặp quỷ. Mười ngón cơ hồ chỉ còn bạch cốt đã không thấy, hai tay viên cương là một đôi tay bình thường, mười ngón vừa nhìn liền biết mạnh mẽ đanh thép. Làm sao có khả năng? Nam Thiên vô phương khó tin, coi như có thể khôi phục, cũng không thể trong một đêm khôi phục như lúc ban đầu A. À. Nhìn chăm chăm mười ngón, không nhìn thấy bất kỳ vết tích bị thương. Lẽ nào là giả, nhưng Pháp nhãn nhìn kỹ, cũng nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu làm giả, nếu thật là giả, kia cũng không tránh khỏi giả quá thật A. À ánh mắt lại nhìn đầu viên cương, đầu vốn chọc lóc, tuy tóc không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thật đã nhú ra không dưới ba phân. Này là, Nam Thiên vô phương chỉ vào hai tay viên cương, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Viên cương mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm hết sức kích động, ổn định tâm tình, chậm rãi duỗi hai tay ra. Đột nhiên hai tay nắm chặt, khớp xương cọt kẹt vang lên giòn giã. Ba người nhìn mí mắt đều nhảy lên, vẫn khó có thể tin, này là thật sao? lặp đi lặp lại nhìn hai tay hữu lực, nắm đấm buông ra, mười ngón lặp đi lặp lại triển khai, lại nhìn chằm chằm hai chân, khom lưng cúi người, hai tay nắm lấy vải quấn kéo một cái, trực tiếp xé nát ra. Hai chân bình thường lộ ra, hai chân cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, viên cương đi qua đi lại, cuối cùng xoay người, đi tới trước vách đá. Ba người nhìn chằm chằm, không biết hắn diện bích làm gì, nói chung hiện tại ánh mắt nhìn viên cương giống như nhìn quái vật. Này! đột nhiên viên cương đấm ra một quyền quyền ra có tiếng xé gió cạch đá vụn bắn bay nhưng nắm đấm bất động vách đá cứng rắn bị hắn đấm ra một cái động có thể nhìn thấy gian phòng sát vách ma cung là ở trong núi đá này đào ra mỗi một gian phòng kỳ thực đều xem như thạch thất sau khi an tĩnh lại nam thiên vô phương và triệu hùng ca hai mặt nhìn nhau hôm qua còn bị thương nghiêm trọng như vậy sáng nay một quyền nổ ra vách đá này nào giống như bị thương nha hai người tự nhiên có thể nhìn ra này không phải thi pháp đánh tan mà là lấy man lực đánh tan phùng quan nhi ngơ ngác nhìn viên cương nhìn mình một chút không có chuyện gì không chỉ không có chuyện gì còn cảm giác lực lượng dường như càng hơn trước kia bởi vì một quyền này bởi vì tao ngộ trước đó lại nhìn hiện tại hắn đột nhiên cảm nhận được một cảm giác xứng đáng không khiếp không sợ gặp mạnh càng mạnh từ chiến đến cùng tâm tình theo thân thể dâng lên trong ý thức của hắn dường như nhìn thấy trong thiên địa có một người thân thể cường tráng đang nhìn mình không thấy rõ khuôn mặt, dường như chỉ đứng ở trong thương cổ nhìn mình, dường như cùng mình đối diện, dường như mình và người kia tâm ý tương thông, bản thân như có thể cảm nhận được uy nghiêm đến từ thương cổ kia, cảm nhận được người này, hắn lại có sung động hô ra hai chữ si vu, nhưng cuối cùng không có gọi ra. Sau khi kiềm chế tâm tình, quay người lại nhìn ba người đi tới, khẽ gật đầu hỏi thăm. Phùng Quan Nhi Y Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt của Nam Thiên vô phương trên dưới đánh giá Viên Cương biểu cảm trên mặt không nói được là cái phản ứng gì triệu hùng ca nuốt nước miếng tiến lên một bước đưa tay nói ta xem thương thế của ngươi một chút viên cương nhắc tay chặn lại lắc đầu không cần ta không có chuyện gì rồi một câu ta không có chuyện gì nói ung dung như vậy nhưng làm thần sắc ba người có chút đặc sắc hôm qua bị thương thành như vậy không chỉ tay chân còn có nội thương nghiêm trọng bây giờ liền không sao không để ý đến bọn hắn phản ứng tinh lực của viên cương khôi phục người cũng triệt để tỉnh táo lại nhìn thấy phùng quan nhi dường như nhớ ra cái gì đó nói la chiếu đã xuất lĩnh đại quân tần quốc vào tề quốc nói đến cái này nội tâm phùng quan nhi hổ thẹn gật đầu thấp giọng nói nghe nói ta biết ngươi giúp hắn viên cương trước khi ta rời đi la chiếu có chuyện nhờ ta chuyển cáo ngươi hắn bảo ta nói với ngươi ngươi không nợ hắn cái gì cả lời này phùng quan nhi cảm giác có chút quen tai nhớ tới ở trên vách núi nàng nói với người kia bất quá là chỉ viên cương không nợ nàng cái gì nàng lại có thể nói cái gì cắn môi khẽ gật đầu người ta đang nói chuyện tư tình ngoại nhân bất tiện dự thính triệu hùng ca rất tự giác kéo nam thiên vô phương nam thiên vô phương hiểu ý cùng hắn đồng thời xoay người rời đi ra thạch thất nam thiên vô phương theo sau triệu hùng ca theo triệu hùng ca vào một gian phòng cấp tốc đóng cửa nói khôi phục như vậy liền khôi phục này là chuyện gì xảy ra sao giống như nằm mơ vậy vì sao cảm giác có chút không chân thực triệu hùng ca nào biết là chuyện gì xảy ra hắn còn muốn biết đây này trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào bất quá sự tình như hữu đạo bàn giao thuận thế kinh doanh bên này hắn lại không quên bày ra biểu cảm ý vị sâu xa ta nào biết bất quá hiện tại ngươi hẳn phải biết tại sao hắn lại là người các đời thánh nữ chờ đợi rồi chứ hiện tại cũng nên tin rồi a à. nam thiên vô phương trầm mặc cuối cùng gật đầu nói nghi thức yết kiến thánh tử đang an bài ít ngày nữa là có thể bắt đầu. Tấn, Tề chi chiến, theo binh mã tần quốc can dự, thế cục chiến trường xuất hiện biến hóa to lớn, làm quân tấn đối mặt áp lực tác chiến hai đầu. Nhưng đối mặt quân tấn không chút hoang mang xúc thế mà đến, áp lực của quân Tề và quân Tần cũng rất lớn, đặc biệt là quân Tấn, binh lực đang hiện lên từng bước tăng lên, hai quân Tề, Tần ở trên binh lực chiếm không được tiện nghi gì. La chiếu và Hồ Diên vô hận gặp mặt, tán thành kế hoạch tác chiến của Hồ Diên vô hận hồ diên vô hận xuất lĩnh quân tề hấp dẫn chủ lực quân tấn quân tần tùy thời đánh vào nội địa vệ quốc đảo loạn kho lúa không cho cao phẩm vững vàng kinh doanh kho lúa vệ quốc làm chuẩn bị đánh lâu dài chỉ cần chiến lược này đạt đến mục đích tấn quốc sẽ không cách nào duy trì binh lực tác chiến khổng lồ không có biện pháp quân tần can dự đối với tề quốc mà nói có lợi cũng có hại nội tình tần quốc vốn không bỏ ra nổi đồ vật gì trước mắt tần tề tác chiến cung cấp vật tư cơ hồ là dựa vào tề quốc truyền máu Tây Bình Quan lại bị Tấn Quốc khống chế, mà quốc gia khác thái độ quan vọng rất rõ ràng, căn bản không chiếm được trợ giúp gì khác. Lực lượng một quốc gia muốn duy trì binh lực tác chiến khổng lồ như vậy, nội bộ Tề Quốc cũng cực kỳ căng thẳng. Nhân mã hai nước Tần, Tề tăng nhanh điều động, đại chiến động một cái là bùng nổ. Kinh thành Tấn Quốc, Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng ban cho một trang viên hoàng gia, cũng là vị trí của Thái học. Trang viên đang xây dựng rầm rộ, thiệu binh ba cầm bản vẽ đi cùng thợ thủ công, thương nghị hạng mục cải tạo một chiếc xe ngựa đi tới thái thúc hoan nhi xuống xe trên mặt mang theo ý cười ngọt ngào đưa tới điểm tâm tự mình làm thiệu tam tỉnh vội vàng đi đến khuôn mặt tươi cười đón nàng thiệu bình ba nhìn ra thiệu tam tỉnh có việc thông báo cùng thái thúc hoan nhi nói ngọt một chút liền đuổi đi thiệu tam tỉnh đợi xe ngựa đi xa mới từ trong tay áo cầm ra một phong thư bây giờ dưới tình huống này thiệu bình ba cũng có chỗ tốt tự tại rất nhiều cũng một vài môn phái tu hành của tấn quốc lén lút tiếp xúc dễ dàng dò tham gia tin tức của tu tiên giới. chương 1919, Thánh tử Ma Giáo 2 Thánh tử Ma Giáo, Thiệu Bình Ba kinh ngạc, Ma Giáo ở yêu ma lĩnh mở nghi thức hiết kiến thánh tử, bây giờ đã truyền khắp tu tiên giới. Thiệu Tam Tỉnh, Đại Công Tử, sẽ không sai được, Thiệu Bình Ba cao mày nói. Viên cương không phải bởi vì chống đối vô song thánh tôn, đã bị chộp tới thánh cảnh sao? Vì sao chỉ chớp mắt lại trở thành thánh tử ma giáo? Thiệu Tam tỉnh, làm không rõ chuyện gì xảy ra, tu tiên giới đối với chuyện này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không rõ ràng. Đại công tử, viên cương này chính là thủ hạ tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo, bây giờ thành thánh tử ma giáo, tương lai có thể bất lợi với đại công tử hay không? Thiệu Bình Ba lắc đầu, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, bất quá là một vũ phu, Ngưu Hữu Đạo chết rồi, này người không đáng để lo. Hiện tại ta cảm thấy kỳ quái là, Thiệu Bình Ba cân nhắc một lúc, nói thầm quan hệ của thánh nữ và triệu hùng ca quan hệ của triệu hùng ca và mao lư sơn trang mao lư sơn trang viên cương lại thành thánh tử viên cương này có thể sống rời thánh cảnh cũng đã làm ta ngoài ý muốn sao còn thành thánh tử ma giáo ta quan tâm mao lư sơn trang nhiều năm sự tình này không giống như viên cương có thể làm được tại sao ta cảm giác sự tình này có chút không đúng viên cương không làm nổi thiệu tam tỉnh thử hỏi chẳng lẽ đại công tử còn hoài nghi nghiêu hữu đạo không chết thiệu bình ba xua tay Trước đây trong lòng còn có chút thấp thỏm, căn cứ một chút dấu hiệu, còn có Nam Châu cấp tốc ổn định cục diện làm ta có chút bất an, xảy ra sự tình này ta ngược lại yên tâm. Ngươi thử nghĩ một thoáng, nếu như Nghiêu Hữu Đạo còn sống, làm sao có khả năng để Viên Cương chạy đi xa Mạc Vô Biên lợi dụng sa hạt giúp Tần Quốc vận binh. Trải qua sự tình này, có thể xác định Nghiêu Hữu Đạo chết thật rồi. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu, đại công tử nói có lý. Thiệu Bình ba quay đầu lại, "Lão Thiệu, thử liên lạc trưởng quý." hỏi hắn có biết là chuyện gì xảy ra hay không. Ngoài lầu các, một con kim xí rơi ở dưới mái hiên, kêu lên ục ục. Trong lầu các, Vân Cơ khoanh chân ngồi tĩnh tọa mở mắt, đứng dậy mở cửa, đi tới bên kim xí rút ra một cuốn mật thư. Trở lại trong phòng, mở mật thư ra, lấy bút chấm mực, bắt đầu giải mã mật thư. Làm xong nàng để bút xuống, đứng dậy đi xuống lầu, mở mật đạo tiến vào. Tiến vào mật thất, gọi nghiêu Hữu đạo tỉnh lại, đưa mật thư lên. Nhiêu hữu đạo xem qua nội dung trong thư, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bật cười, dường như lòng nhẹ nhàng hơn. Vũ trụ minh mông, quả nhiên là không gì không có. Thư là triệu hùng ca gửi tới, giảng giải thần kỳ trên người viên cương, nói viên cương đã khôi phục. Vân cơ không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì, nhưng được biết viên cương thoát khỏi tay cửu thánh, cũng cảm thấy thần kỳ. Cũng cực kỳ khâm phục Nhiêu hữu đạo, có thể từ trong tay cửu thánh cứu người ra. Bởi vì tận mắt nhìn thấy vô số sự tình, nàng cũng càng ngày càng có lòng với nghiêu hữu đạo tin. Đúng lúc này, cửa lại đi vào một người, quản phương nghi đi vào, âm dương quái khí. Cô nam quả nữ ở trong một phòng, cẩn thận củi khô bốc lửa. Vân cơ không có thời gian để ý, coi như không nghe thấy. Nàng cũng nhận ra được, từ khi đổi thành nàng ở bên người nghiêu hữu đạo, trong lời nói của quản phương nghi sẽ luôn lộ ra mấy phần âm dương quái khí. Nghiêu hữu đạo, đừng không có chuyện gì tìm việc, quản phương nghi, ta nào có thể không có chuyện gì quấy rầy các ngươi, có việc, đám người vương ra đến, ở chỗ ta, nói muốn gặp ngươi. Nghiêu hữu đạo cũng không thích nàng âm dương quái khí, dậy đê rời đi. Hai nữ nhân đi theo phía sau, quản phương nghi nhìn vân cơ nói. Có phải lại ra sự tình gì hay không, tại sao ta cảm giác gần đây ra hỏa này nhìn ta ánh mắt luôn có chút ngoan ngoãn. Vân cơ không nói, đi ở phía trước nghiêu hữu đạo nghe xong không khỏi lại nhảy, gần đây mình có như vậy sao. Đi qua địa đạo, vào phòng của quản phương nghi, chỉ thấy thương chiêu tông, mông sơn minh, làm nhược đình đang ở trong phòng chờ. Đạo gia, ba người đồng thời chắp tay chào, như hữu đạo gia hiệu không cần đa lễ hỏi, không biết vương gia tìm ta có chuyện gì, ba người nhìn nhau, thương chiêu tông thử dò xét nói. Chúng ta nghe được một chút phong thanh, nói viên cương thành thánh tử ma giáo, ở yêu ma lĩnh tiếp thu giáo đổ ma giáo yết kiến, sự tình này không biết là thật hay giả. Nghiêu hữu đạo, là thật không sai được, làm sao, sự tình này sao sẽ quấy nhiễu ba vị cùng đến ba người lại liếc nhìn nhau lần này là lam nhược đình chắp tay thỉnh giáo đạo gia trước nghe được tin tức không phải nói viên cương bị thánh cảnh bắt đi sao nghiêu hữu đạo là bắt đi còn kém chút mất mạng bất quá ta đã cứu hắn ra tạm thời thu xếp ở yêu ma lĩnh để hắn trở thành thánh tử ma giáo cũng coi như là ta an bài như thế nào có vấn đề gì không lời này vừa nói ra ba người cực kỳ phấn chấn đụng vào lữ vô song một trong cửu thánh vị này cũng có thể cứu ra khỏi thánh cảnh còn có thể thu xếp thành thánh tử ma giáo sau lưng đến cùng có bao nhiêu năng lượng mông sơn minh trần trừ lên tiếng cũng không phải là chúng ta có dị nghị với đạo gia an bài chỉ là sự tình liên lụy tới ma giáo ta không khỏi nhớ tới nhiều năm trước nhớ năm đó thượng thanh tông triệu hùng ca chính là bởi vì cấu kết ma giáo chọc ra rất nhiều sự tình nếu như viên cương mang danh hiệu thánh tử ma giáo trở về chúng ta không biết nên làm sao xử trí mong đạo gia bảo cho biết. Nghiêu hữu đạo khẽ mỉm cười, mông xoái lo xa rồi, chuyện năm đó rất nhiều đều là mặt ngoài, nói chung tình huống sau lưng rất phức tạp, không phải như các ngươi nhìn. Cái khác chính là, viên cương sẽ lưu lại yêu ma lính, không có cơ hội thích hợp, ta sẽ không để hắn trở về, coi như trở về, ta cũng tự có ứng đối, chư vì cứ yên tâm đi. Không nói sự tình này, đúng rồi, mông xoái, bây giờ đại quân tần quốc đã tiến vào tề quốc, hai quân liên hiệp tác chiến, theo ngươi, liên quân có thể thắng hay không chiến sự lại cần bao lâu có thể kết thúc hắn cần thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp một chút để hắn dễ dàng làm ra phán đoán mông sơn minh trầm ngâm một chút sau đó từ từ nói quân tần nhập tề đã muộn sợ là làm chuyện vô bổ trước đó ta còn không có phản ứng căn cứ gần đây thu được tình huống cao phẩm dụng binh mới có phản ứng tề quốc hẳn là trúng kế rồi nghiêu hữu đạo à lên một tiếng vì sao mông sơn minh căn cứ trạng thái dụng binh trước mắt của song phương đến xem cơ bản có thể khẳng định trước đó tấn quốc căn bản không có dự định liều mạng với tề quốc chỉ là tấn quốc làm ra trận thế quá lớn ngay cả người đứng xem như ta cũng bị mê hoặc này nhất định là kế sách của cao phẩm muốn không đánh mà thắng chi binh trước đó tấn quốc ở tây tuyến tề quốc bày ra khí thế quy mô lớn đánh vào quả thật là xảo trá là lấy lực lượng cả nước hù dọa triều đình tề quốc tạo áp lực để triều đình tề quốc chung kế dẫn đến bức bách hô diên vô hận triệt binh có chút sự tình đích xác là không trong nghề không biết nội tình, như hữu đạo vẫn nghe không hiểu chúng kế ở chỗ nào, lại lần nữa thỉnh giáo. Còn mời mông soái giải thích, mông sơn minh gật đầu, tấn quốc từ tây tuyến tề quốc bày ra quy mô lớn tiến công đột nhiên ngừng, bại lộ ý đồ của cao phẩm, kết hợp trạng thái dụng binh bây giờ của cao phẩm, đã không khó đoán ra cao phẩm muốn làm gì. Lại hồi tưởng trạng thái giao thủ giữa cao phẩm và hô diên vô hận, đã có thể nghịch đẩy ra chiến lược của cao phẩm. Tề quốc địa thế bằng phẳng, thích hợp kỵ binh tác chiến, trên chiến thuật quân tề chiếm ưu, quân tấn ở thế yếu, thêm nữa đối thủ lại là hô Diên Vô Hận, trước đó cao phẩm nhiều lần bại ở trên tay hô Diên Vô Hận, đối với hô Diên Vô Hận khá là kiêng kỵ, lần trước hô Diên Vô Hận thảm bại, có thể thấy phong cách tác chiến của cao phẩm đại biến, cũng có thể nói là rút kinh nghiệm xương máu mà cầu biến. Chương 1920, sắc mị mị, lúc này lại nhìn thấy cao phẩm ở trên chiến trường bố cục, căn bản không có ý đồ quyết chiến. Y Nguyên dùng đấu pháp kéo dài chờ thời. Địa thế của Tề quốc không có nơi hiểm yếu để thủ, lấy đấu pháp chờ thời tiến vào Tề quốc là rất khó phát huy tác dụng, rất dễ bị hô diên vô hận công phá. Đã như thế, dụng ý của cao phẩm liền rõ ràng, trước từ Tây tuyến Tề quốc bày ra trạng thái quy mô lớn tiến công, chỉ là vì bức hô diên vô hận triệt binh, bởi vì không muốn cùng Tề quốc chia sẻ, kho lúa. Quân Tề lui lại, mục đích của cao phẩm liền đạt đến, toàn diện chiếm lĩnh địa bàn vệ quốc, ở biên cảnh vốn có của vệ quốc tăng mạnh công sự, dựa theo hắn bố phòng đến xây dựng công sự phòng ngự. Mặt khác thì từ bên tấn quốc cấp tốc phái người tiến vào địa vực về quốc kinh doanh, muốn nhanh chóng khôi phục, kho lúa, sản xuất, tấn quốc cũng đã làm như vậy. Mục đích của cao phẩm không phải vội vã công tề, mà là vì vững chắc hậu phương, muốn nhanh chóng khôi phục, kho lúa, sản xuất, làm chuẩn bị cho đánh lâu dài. Đã như thế, hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, tấn quốc hao nổi, nhưng tề quốc hao không nổi. Chỉ cần hắn thủ vững, không xuất chiến, đại quân tần quốc tiến vào tề lại có tác dụng gì đối mặt cao phẩm thiện thủ chỉ cần không có kẽ hở ngay cả hô diên vô hận cũng không làm gì được hắn la chiếu lại có thể làm sao tiến mửa lại sẽ tái diễn tình huống ở tam đạo cốc chỉ sợ lại trung ý muốn của cao phẩm quân tần sớm không vào hiện tại tiến vào chỉ sẽ tăng thêm tề quốc tiêu hao chỉ cần cao phẩm thủ vững trường kỳ duy trì trạng thái tùy thời tiến công tình cờ lại nhằm vào tề quốc đột kích gây rối chỉ cần kiên trì tiêu hao đối thủ 3 năm, nội bộ tề quốc sẽ tự ra nhiễu loạn một khi tề quốc hư hao cao phẩm không cần đại chiến cũng có thể thu thập tề quốc mới đầu hô diên vô hận không dự định dễ dàng triệt binh tình nguyện thả quân tấn tây tuyến tiến vào tề quốc lại tái chiến nếu như hô diên vô hận kiên trì chiến lược lúc trước chỉ sợ cao phẩm sẽ đau đầu xuất binh liều lại sợ đánh không thắng hô diên vô hận thả nhân mã tây tuyến thâm nhập tề quốc mà nói một khi hô diên vô hận hồi binh nhân mã ở tây tuyến muốn dễ dàng rút về sợ là không dễ như vậy đến thời điểm đó cao phẩm muốn không quyết chiến với hô diên vô hận cũng không được. Nếu nhân mã ở Tây Tuyến không dám thâm nhập, sẽ bị hô diên vô hận nhìn thấu, như vậy tề quốc cũng có thể ngồi chờ, người dám bỏ thủ đến chiến liền phụng bồi, tiếp tục làm rùa rụt cổ không ra mà nói, tề quốc cũng có thể chiếm một nửa giang sơn của vệ quốc, coi như kho lúa đến kinh doanh. Kia là cục diện cao phẩm không muốn nhìn thấy, mới đầu chiến lược của hô diên vô hận là không sai, coi như cuối cùng vì thực lực cách xa đánh không thắng tấn quốc, bằng năng lực của hắn ở Thảo Nguyên quyết chiến, cũng có thể đánh tấn quốc trọng thương. Nhưng Hồ Diên Vô Hận không chịu nổi áp lực của triều đình, không chỉ làm một đời anh danh hủy hoại trong chốc lát, cũng làm Tề quốc triệt để nằm ở thế yếu, để mưu đồ của cao phẩm thực hiện được. Phong cách tác chiến của cao phẩm đột biến, làm người có chút không mò ra sâu cạn, trước kia ta không nhìn ra dụng ý của cao phẩm, đoán chừng Hồ Diên Vô Hận cũng không nhìn ra. Bất quá Hồ Diên Vô Hận già dặn kinh nghiệm, vừa bắt đầu trực giác của hắn là không sai, chỉ là Ai, Ngưu Hữu Đạo nghe vậy kinh ngạc, người ta nói Yên Sơn Minh, tề vô hận, trên chiến trường có thể giấu giếm được ngươi và hô diên vô hận, này cao phẩm thật lợi hại như thế. Vậy vì sao trước kia hắn còn nhiều lần bại ở trên tay hô diên vô hận, ta còn nhớ lần trước hắn chiến bại, suýt chút nữa bị hô diên vô hận bắt sông A. Mông Sơn Minh lắc đầu, cái gọi là nhân ngôn, lời êm tai, nghe một chút là được, nhưng quyết không thể chìm đắm trong đó. Danh tướng nào không phải bị đánh bại, ăn giáo huấn mải rũa đi ra, ta và hô diên vô hận đều là đúng lúc gặp quốc nạn đánh lâu không ngớt trong khốn cảnh mài rũa ra lần trước cao phẩm chiến bại làm sao có thể không rút ra kinh nghiệm xương máu một đời người mới thay người cũ là bình thường chỉ xem có cơ hội hay không cao phẩm có thể từ một tiểu tốt làm tới tấn quốc đại tư mã được thái thúc hùng coi trọng không thể khinh thường mà cao phẩm có can đảm đi kéo như vậy bên triều đình tấn quốc khẳng định có áp lực hắn hẳn là đạt được tấn hoàng thái thúc hùng chống đỡ không có thái thúc hùng toàn lực chống đỡ hắn không có biện pháp lấy lực lượng cả nước đến bố cục. Luận khí phách, Hạo Vân Đồ không bằng Thái Thúc Hùng. Thái Thúc Hùng thành tựu cao phẩm, mà Hạo Vân Đồ là hải hô diên vô hận. Tướng quân khó tránh khỏi chết trận xa trường, chỉ mong hô diên vô hận có thể được chết tử tế. Hô diên vô hận người còn chưa có chết, nhưng trong lời nói của vị này lại có mấy phần cảm giác thỏ tử hồ bi. Nghiêu hiểu đạo cũng chỉ là nghe tình huống, không định tốn tinh lực thâm nhập nghiên cứu, không có sự tình khác liền mời mấy vị kia về. Tình huống trước mắt của hắn, đám người thương chiêu tông cũng không thích hợp ở lâu, sợ sẽ chọc người sinh nghi. Quản phương nghi tự nhiên là tự mình đi tiến khách, ở bề ngoài dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. như hiểu đạo thì ở trong phòng nhìn theo, con mắt dán vào địa phương không nên nhìn, nhìn chằm chằm vòng eo và cái mông của quản phương nghi. Hắn đang cân nhắc, một đóa hoa dại trong núi, nhưng ở trong hồng trần tỏa ra thành dáng vẻ này, cũng không biết kinh nghiệm bao nhiêu xương gió. Nam thiên vô phương lấy danh tự, vẫn dùng đến hiện tại, làm hắn trong lúc nhất thời không biết có nên nói cho quản phương nghi chân tướng hay không. nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tạm thời không nói. vạn nhất nữ nhân này không kiềm chế được nỗi lòng chạy đi yêu ma lĩnh như vậy sự tình sẽ làm lớn. triệu hùng ca có thể căn cứ một chút dấu hiệu đoán ra nữ nhân này chạy đi mà nói người khác của ma giáo không hẳn không thể đoán ra. hiện tại hắn không hy vọng nam thiên vô phương có chuyện. gần đây ánh mắt của ngươi nhìn hồng nương đích xác có chút không đúng. vân cơ bỗng nhiên nói a. À, Nghiêu hữu đạo ngạc nhiên quay đầu lại, cái nào không đúng, vân cơ, sắc mị mị, nói xong quay đầu rời đi. Ây, nghiêu hữu đạo im lặng, cũng đi theo. Hai người đi qua mật đạo trở lại cửa mật thất, chờ đã, như hữu đạo gọi nàng lại. Vân cơ dừng bước xoay người, ta chỉ là thuận miệng nói, trong lòng không có quỷ thì không cần nghĩ nhiều. như hữu đạo phất phất tay, người thích nghĩ như thế nào cũng được, ta không đáng kể, nói với người chính sự. Vân cơ, nói đi, như hữu đạo bên quỷ mẫu ngô tỷ kia người đã lâu không liên lạc qua a à. quỷ mẫu còn ngô tỷ vừa nghe thuyết pháp này vân cơ không nhịn được nghĩ đến vị này cùng nhi tử của nàng kết bái sau lại cùng quỷ mẫu ngô tuyết quân kết bái sau khi đến mao lư sơn trang cơ bản không có liên hệ ngươi và thiên hỏa giáo nháo thành như vậy nàng còn muốn đặt chân ở tề quốc ta cũng bất tiện lui tới với nàng nghiêu hữu đạo ngươi lặng lẽ đi gặp nàng tận lực đừng để người phát hiện vân cơ không rõ vì cái gì Ngưu Hữu Đạo xoay người tiến vào mật thất, đi tới trước vách tường, nhìn chằm chằm một bức địa đồ thiên hạ. Vân Cơ thuận thế nhìn theo, nhất thời sửng sốt, phát hiện ở vị trí Tề Quốc có đánh dấu hãm âm sơn của quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân. Không chỉ hãm âm sơn, tụ âm chi địa trong thiên hạ, trên địa đồ đều có biểu thị. Sợ là có người sẽ đánh chủ ý tới tụ âm chi địa, còn phải là tụ âm chi địa cỡ lớn. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên nói, Vân Cơ không hiểu, cũng không rõ được vị này nghĩ cái gì, đều là đông một chuyện, một chuyện, làm người ngoài không hề có đầu mối, cho dù hiện tại nàng thường thường đi theo bên cạnh cũng xem không hiểu. Nhưng kết quả thường thường lại chứng minh, một khi sự tình đến, hết thảy đều bị vị này nắm trong tay, khi đó nàng lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. chương 1921, tất cả đều ở trong không nói một. Vô lượng viên rốt cục bỏ lệnh cấm, cho phép theo quy tắc ra vào. Là người nào dở trò, lúc trước nhiều hiểu đạo cha ai, trừ nguyên sắc và lữ vô song, trong lòng bảy người khác đều hiểu rõ. Huyền Diệu ở sau khi sự tình phát sinh liền tự sát, phong thanh vừa ra, đinh vệ và hoàng ban lại mất tích, người bên phiêu miểu các liên tiếp mất tích ở bên đại nguyên thánh địa. Người tinh tường vừa nhìn liền biết là có người diệt khẩu, ai làm đã không cần đoán nhiều, nhưng không có chứng cứ, đối tượng bị hoài nghi chết không thừa nhận. Biết đối tượng cần nhầm vào là ai, vô lượng viên cũng không cần phải ngăn cấm nữa, cũng không thể vẫn cấm mãi như vậy, chỉ có thể lệnh người mình cẩn thận nhìn vô song thánh địa và đại nguyên thánh địa, tăng mạnh trông coi vô lượng quả, Trận pháp mở ra, Ngao Phong thành công xin nghỉ cõng lấy một cái túi, không nhanh không chậm đi ra. Đi ra không xa, lại quay đầu nhìn, đại trận kể cả toàn bộ vô lượng viên đều biến mất vô căn cứ. Rốt cục đi ra, Ngao Phong chịu đủ dày vò nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau khi phân biệt phương hướng, lắc mình bay lượn rời đi. Mấy ngày sau, ở biên giới hoang trạch tử địa, trên đỉnh núi yêu hồ ti thường thường tụ tập, Ngao Phong phi thân lên, nhẹ nhàng rơi ở trên đỉnh núi, nhìn chung quanh. như hữu đạo đã chết rồi, như hữu đạo cho hứa hẹn còn có thể thực hiện hay không, hắn căn bản không ôm mong đợi gì. Thế nhưng hắn nên làm sao lo liệu, sự tình vô lượng quả bị trộm sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, lần này hắn đi ra, căn bản không có dự định trở về vô lượng viên. Lần này đến chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Nhìn chung quanh, nào có người tiếp ứng gì, người rốt cục đến rồi, tâm ngao phong nguội lạnh, đang không biết bản thân có thể trốn vào nơi nào trong thánh cảnh, lại có thể trốn bao lâu, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hang nhỏ chui ra một con yêu hồ, lúc đi tới hóa thành một lão đầu hình người. Ngao Phong giật mình, nhưng y nguyên cảnh giác, lão đầu đến gần, ngoài vô lượng viên vẫn có hồ tộc ta ẩn núp nhìn chằm chằm, "Đợi ngươi đã lâu, trước mấy ngày rốt cuộc nhìn thấy ngươi đi ra, sau khi nhận được tin tức, ta vẫn ở nơi này chờ ngươi. Nưu Hữu đạo bảo hồ tộc ta tiếp ứng ngươi, đi theo ta." Đối với thân phận và đối phương nói, Ngao Phong không nghi ngờ, nếu không phải Nưu Hữu đạo bàn giao đối phương sẽ không thể biết sự tình này cũng không cần hoài nghi đối phương có ác ý thật có ác ý thì không cần phiền toái như vậy dưới tình huống bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã chết Hồ Tộc có thể không cần phải để ý đến hắn nhiều năm như thế cửu thánh cũng không làm gì được Hồ Tộc Hồ Tộc không có gì phải sợ chính vì như thế Ngao Phong có chút cảm động hắn đã không ôm hy vọng chỉ là không chỗ để đi lấy ngựa chết coi như ngựa sống trị không nghĩ tới Hồ Tộc lại còn tuân thủ di trúc của Ngưu Hữu Đạo từ điểm này những hồ yêu kia dường như đáng tin hơn nhân loại nhiều lắm cảm động quy cảm động nhưng trong lòng vẫn bản năng có đề phòng các ngươi tốt nhất đừng chơi trò gian gì ta có lưu hậu thủ lão giả lắc đầu hậu thủ của ngươi vô dụng với hồ tộc ta đi thôi dứt lời lắc mình rời đi ngao phong không có lựa chọn sau khi kỳ nghỉ kết thúc hắn cũng không dám về vô lượng viên toàn bộ thánh cảnh trừ hoang trạch tử địa có hồ tộc sinh tồn địa phương khác đều rất nguy hiểm trốn không lâu dài chỉ có thể lắc mình đi theo bay xuống vách núi hai bóng người một trước một sau bay lượn ở trên đầm lầy minh mông đi qua một chỗ núi rừng một con phi cầm cỡ lớn tiếp ứng bọn hắn rời đi đây là phi cầm cỡ lớn như hữu đạo để cho hồ tộc đến trung tâm hoang trạch tử địa hai người từ không trung nhảy xuống lão giả mang theo ngao phong trốn vào dưới nền đất sau đó chui vào trong một địa cung mắt thấy trong địa cung khắp nơi là yêu hồ nô đùa tình cảnh này làm cả người ngao phong không dễ chịu đồ vật này trước đây thấy liền giết a trong một tính thất tộc trưởng hồ tộc đương nhiệm Hắc Vân đang chờ, lão giả đi tới hành lễ. Tộc trưởng, đã mang người đến, sau đó lại nhìn Ngao Phong giới thiệu, này là Hắc Vân tộc trưởng của hồ tộc ta. Đặt ở trước đây, Ngao Phong làm sao để hồ tộc ở trong mắt, nhưng lúc này lại cung kính chắp tay nói. Ngao Phong bái kiến tộc trưởng, Hắc Vân, không cần khách khí, nói xong cầm ra một cái hộp, này là nghiêu hữu đạo lưu lại, bảo nhìn thấy ngươi thì giao cho ngươi. Ngao Phong tiếp nhận, âm thầm thi pháp điều tra, phát hiện không có vấn đề gì mới mở hộp ra. Hộp vừa mở, hồng quang bốc lên, một trái vô lượng quả nằm ở trong hộp, mùi hương thấm vào lòng người tràn ra. Này là đồ vật gì, ngao phong từ trên cây hái xuống, tự nhiên nhận ra, tâm tình trong nháy mắt kích động lên, như hiểu đạo hứa hẹn hắn một trái vô lượng quả, vậy mà thật thực hiện, hồ tộc lại thật cho hắn. Nhớ tới lúc trước ở trong vô lượng viên dày vò vô tật, khi cầm được vật này, lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá, bất chấp nguy hiểm thật đáng giá nhìn ra hắn kích động hắc vân không nhiều lời chỉ về phía một cái dương này là linh nguyên đan mà nghiêu hữu đạo sai người đưa tới trợ giúp ngươi sử dụng đột phá nguyên anh cảnh ngươi nhìn xem có đủ không không đủ mà nói ta lại liên hệ nghiêu hữu đạo đa tà tộc trưởng ngao phong khép hộp lại cực kỳ cảm kích định chắp tay cảm tạ bỗng nhiên sững sờ ngẩng đầu tộc trưởng mới vừa nói cái gì lại liên hệ nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo không phải đã chết rồi sao hắc vân lạnh lùng nói ngươi ngốc hả Nghiêu hữu đạo chết rồi, chúng ta còn có tất yếu mạo hiểm thu ngươi sao? Còn cần cho ngươi vô lượng quả sao? Ngươi giết ta bao nhiêu đồng tộc, nếu như không phải nghiêu hữu đạo bảo đảm, nói để ngươi lấy công chuộc tội, chúng ta mới lười quản ngươi chết sống. Hắn không chết, giả chết thoát thân mà thôi. Không chết, ngao phong chố mắt, khó có thể tin nói. Này làm sao có khả năng, cửu thánh tự mình nhiệm thi, làm sao có khả năng không chết. Hắc vân, thiên hạ nhiều người như vậy, ai sẽ cam tâm tình nguyện bị cửu cầu nghiền ép, cửu cầu không phải là dùng để lừa gạt sao. Gia hỏa kia rất xảo trá, nào có dễ dàng chết như vậy. Người hãy nghe cho kỹ, đàng hoàng ở lại trong này, không có hồ tộc ta đồng ý, không cho phép đi ra ngoài. Ngao Phong có chút không tỉnh táo, còn đang nghĩ sự tình như hữu đạo làm sao có khả năng không chết, nghe vậy khúm núm vâng dạ. Kỳ thực cũng không cần nhắc nhở, hiện tại tình huống của hắn, nào còn dám đi ra ngoài chạy loạn. Hắc Vân, còn nữa, nơi này không có cửu thánh, chỉ có cửu cầu, lại cửu thánh cửu thánh đừng trách ta trở mặt dứt lời phất tay áo rời đi hồ tộc đều đi ra ngoài chỉ còn ngao phong một người ngơ ngác đứng tại chỗ yên lặng tiêu hóa tin tức khắc phân cung cấp hắn lại lần nữa mở hộp ra nhìn vô lượng quả trong lòng mừng như điên bản thân vậy mà có cơ hội bước vào nguyên anh cảnh lại lần nữa cảm thấy trước đó mạo hiểm đều đáng giá sau khi tâm tình hưng phấn bình tĩnh lại đi tới mở cái dương nhìn thấy bên trong chứa đầy linh nguyên đan viên mắt đỏ bừng suýt chút nữa mừng đến phát khóc nghiêu hữu đạo đều giúp hắn chuẩn bị tốt hắn chỉ cần an tâm tu luyện đột phá là được lần này hắn là thật cảm động nghiêu hữu đạo thủ tín làm hắn động dung cũng coi như để hắn chân chính nhận thức nghiêu hữu đạo cùng loại người như nghiêu hữu đạo làm việc hắn còn có cái gì không yên lòng trước đó tất cả lo lắng đều là lo xa rồi trong hoàng cung tề quốc hạo vân đồ thiết yến đãi khách khách nhân là hiểu nguyệt các các chủ ngọc thương mọi người leo lên gác cao khách và chủ ngồi xuống trưởng môn thiên hỏa giáo vũ văn yên trưởng môn huyền binh tông bắc huyền trưởng môn đại khâu môn tam thiên lý đi cùng tân tề đã thành liên minh bây giờ càng gắn bó như môi với răng đạo đãi khách tự nhiên là sẽ không kém chương 1922, tất cả đều ở trong không nói khai sau khi ngồi xuống hạo vân đồ cười ha ha nói ngọc thương tiên sinh có xúc cảnh sinh tình không năm đó từ biệt chính là ở đây nhưng thân phận của tiên sinh lừa gạt chúng ta thật thảm a à. ngọc thương khoát tay nói chỉ là bất đắc dĩ hạo vân đồ cũng không có ý tứ truy cứu trách nhiệm trái lại khen hiểu nguyệt các vì phục quốc có thể nói chịu nhục ngọc thương cũng cảm khái chỉ là chuyện chua sót tạ ơn bệ hạ thông cảm